vi tàn đi mê phi ca vê bồ bê ananda su tê su tham mê su cha cùng u đa đi nhà năng u đa ba đi bành nhà u đa ba đi quý a u đa ba đi a lô cô u đa ba đi ya và hi quan cha mê phi ca vê đi mê su cha tu su ariya sa chi su lê quan ti ba đi tăng a bát tín
วะทิยังสัมมาเนนวารัมมะเนนวาเดเวนวามาเรนวารัมมุนาวาเกนะทิวาโลกัสมินติติหะเนนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะรัมมะโลกัสสะโดวะภูกะหิอายัญจะดาสะสะหะสิโลกัธาตุสังกัมเบสัมปะกัมเบสัมปะเสธิอัปปมาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหติอะเตกัมเมวะเนวานังเนวานุปาวังอัตโคปะกะวาอุดานังอุดาเนสิอัญญาสิวัตโกวัตตะโกวันดังโยติติดังอายัสมะโตกวันดังญาสะอัญญะกวันดังโยตุเรวะนามังอะโสสิงอากาสัทธาจะภูมิธาตุเอกวานังกัมมะหิตติกาปุญญังโลอะนุโมทันตุจิรังรักสัสนังกัคคันตุโนกะรุรักขันตุญาตโยรักขันตุปานิโนรักขันตุโนสาดาเวงกงนึงตุกิยาโอยกุนเดนจิวทิงอาบังทิงอันโหฟังยิวไอดึงทันลึกโอยดังวะปะเมยปุญญังอาสะวะกะยาวะหังโหตุอะนากะเตกะเลโยสุภุตมาวะจุงกองกะจงสันนามไดยะหายละมอยยิงลันนะเดยึกก้อยยึงเดียวโอนิมมะงูงำเนยตับจงงายวิไลNam mô Bụt Thầy giá dạ con cung thỉnh sư viên thăm cầm mít ạ. Dạ Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy giá, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên báo thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con được nguyện thông, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và chào tất cả chư Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564 giáo trình Trung Bộ Kinh Maha Acima Nikaya Đại Kinh Phương Quảng Maha Vedala Sutta phân đoạn 199 và 200 dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn thích là tỳ kheo giác đẳng giảng sư là tỳ kheo pháp đăng điều họp và thảo luận và tỳ kheo giác đẳng. Để mở đầu chương trình, chúng con xin thỉnh mời Sư Phụ Minh Hạnh Từ Bi đọc lễ kinh lễ bái Tam Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời sư phụ Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri thiện thể thế gian dài vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hưởng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, con xin cảm ơn sư phụ Minh Hạnh đã đọc kinh Lễ Bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cũng thỉnh sư Thượng Tọa Tể Sư từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh Thượng Tọa Tể Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính lễ Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bài kinh Đại Kinh Phương Quả. Với hai câu hỏi và hai câu đáp của hai ngài Long Tượng, Tôn giả Gotita và Tôn giả Sariputta, ở trong hai câu này thì đề cập đến cái vấn đề cái sự nhận thức đối với sự nhận thức ngoại giới đối với thiền giả, và một vấn đề khác là sự khác biệt giữa cái việc thọ tự định và cái sự chết. Ở trong hai đoạn này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin bổ ích, mà từ nơi vị tướng quân chánh pháp ngài Sariputta đã trình bày, đã giảng giải, đã trả lời cái câu hỏi. Chúng ta hãy nghe và khéo tác ý. Bây giờ thì rất xin
Mời xin kính thỉnh sư Nguyên Thông đọc cho tính kinh, sau đó sẽ cung thỉnh giáo sư thuyết giảng. Hôm nay là ngày của Thượng Tọa Pháp Đăng, nhưng mà giờ này không thấy Thượng Tọa Tăng vào. Quý vị, trong thời gian chúng ta đọc bài để chúng ta chờ đợi với Thượng Tọa Đăng có vào hay không, hôm nay chúng tôi cũng còn bị cảm sổ mũi, do đó chúng tôi cũng còn rất là mệt. Lẽ ra thì chúng tôi có thể điện khuyết được, vì ngày mai này Thượng Tọa Giác Đẳng giảng ngày thứ năm, nhưng mà để xem coi Thượng Tọa Pháp Tân hay Thượng Tọa Tây Quyền vị nào có điện khuyết được hay không. Nếu trường hợp Thượng Tọa Pháp Tân không có mặt, bây giờ xin mời sư Nguyên Thông. Dạ, bài học hôm nay con có đoạn 200, còn 199 không có, thì bây giờ con xin đọc đoạn 200. Sự khác biệt giữa diệt thọ tưởng định và sự chết. Sự sống thường được quan niệm là xác thân có tri giác. Thật ra hai điều này khác nhau. Đơn cử thí dụ là một vị nhập diệt thọ tưởng định thì sự sống vẫn còn. Sự hoạt động của sự sống ở đây theo Phật học gồm có thân hành, tức là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, ý hành là thọ tưởng, và những định nghĩa ở cấp độ tinh sát nhất. Đối với hành giả tu tập tam muội định, cho dù cả ba thân hành, khẩu hành và ý hành không còn nữa do năng lực thiền định, thì sự sống vẫn còn. Kinh văn: Này hiền giả, những pháp thọ hành Ayusankara này là những pháp được cảm thọ Vedaniya này, hay những pháp thọ hành này khác với những pháp thọ hành được cảm thọ này? Này hiền giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ. Này hiện giả, nếu Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư Nguyên Thông có nghe được âm thanh con không? Sư biểu con bốt bài lên màn hình, con bốt bài lên màn hình, học con không thấy sư đọc ạ. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại và đọc trên màn hình ạ. Con đang bốt cái câu 199 ạ. Con kính nhân mic đến sư. Dạ, tại vì hồi nãy tôi nhận thì tôi thấy là cô chưa post, cho nên là tôi phải đọc cái bài mà của cô. Bây giờ con xin đọc lại. 199, nhận thức ngoại giới đối với hiền giả. Năm giác quan nhãn nhĩ thiệt thân, biết năm cảnh thường được phàm nhân xem là toàn bộ sự sống. Kỳ thật thì mỗi giác quan có vai trò biệt lập, và một khi tu tập hạn chế sự hoạt động của các giác quan, không nên xem là sự sống chấm dứt. 199, nhận thức ngoại giới đối với hiền giả. Năm giác quan là nhãn nhĩ thiệt thân, biết năm cảnh thường được phàm nhân xem là toàn bộ của sự sống. Kỳ thật thì mỗi giác quan có vai trò biệt lập, và một khi tu tập hạn chế sự hoạt động của các giác quan, không nên xem là sự sống chấm dứt. Này hiền giả, năm căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới. Hành giới lẫn nhau, cái gì làm sở y cho chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng. Này hiền giả, năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh
thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này hiện giả. Giữa năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới vẫn nhau. Ý làm sở y cho chúng và ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. Này hiện giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiện giả, năm căn này do duyên gì mà chúng an trú? Này hiện giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiện giả, năm căn này do tuổi thọ, ayu mà chúng an trú. Này hiện giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Này hiện giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiện giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên an trú mà an trú. Này hiện giả, như thế nào cần phải hiểu nghĩa lời nói này? Này hiện giả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, một số người có trí sẽ hiểu nghĩa của lời nói. Này hiện giả, ví như một cái đèn dầu được thắp sáng, duyên tim đèn, ánh sáng được hiện ra. Do duyên ánh sáng, tim đèn được thấy. Cũng vậy, này hiện giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Đoạn 200. Khác biệt giữa diệt thọ tưởng định và sự chết. Sự sống thường được quan niệm là xác thân có tri giác. Thực ra hai điều này khác nhau. Đơn cử thí dụ là một vị nhập diệt thọ tưởng định, sự sống vẫn còn. Sự hoạt động của sự sống ở đây theo Phật học gồm có thân hành là hơi thở, khẩu hành tầm tứ, ý hành thọ tưởng là những định nghĩa của cấp độ tinh sát nhất đối với hành giả tu tập tam muội định. Cho dù cả ba thân hành, khẩu hành, ý hành không còn nữa do năng lực thiền định, thì sự sống còn. Kinh văn nói về pháp thọ hành. Này hiện giả, những pháp thọ hành Ayusankara này là những pháp được cảm thọ Vedani giá này, hay những thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này? Này hiện giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này. Này hiện giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiện giả, vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác, nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiện giả, đối với thân này, khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được nằm xuống, quăng đi, vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Này hiện giả, đối với thân này, khi nào ba pháp được từ bỏ, tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này nằm xuống, được quăng đi, vứt bỏ như khúc gỗ vô tri. Này hiện giả, có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung này đối với vị tỳ kheo thành tựu thiệt võ diệt thọ tưởng định? Này hiện giả, vật chết mạng chung này, thân hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt và các căn bị bại hoại. Còn vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì thân hành của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm dứt, được dừng lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt và các căn sáng suốt. Này hiện giả, như vậy là sự sai khác của vật chết mạng chung này với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. Còn tiếp theo,
Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi hoan hỷ giảng nghĩa bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng cầm mic. Dạ, thưa sư bá, con đã thấy. Alo. Alo, dạ, cảm ơn Đức Tài Trị, dạ, cảm ơn Sinh Nhật Quỳnh. Bạch Sư Tăng, kính thưa quý vị, của hôm nay thì đang học cái bài Đại Kinh Phương Quảng. Thì ở trong cái bài Đại Kinh Phương Quảng này đó thì chúng ta thấy một cái vị đệ tử cũng rất là đặc biệt trong các cái vị cao đồ là Ngài Maha Cốt Thiết Á, cùng với Ngài Sariputta cũng là một vị tướng quân chánh pháp, và hai vị đã đàm luận với nhau. Và hai vị đã đàm luận với nhau đó thì cái bài học hôm nay thì quả thật là rất là nhiều, rất là nhiều những cái vấn đề ở trong cái bài học này. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này nói về cái tuệ tri hay là cái liệt tuệ, tại sao gọi là liệt tuệ, thì chúng ta biết rằng không hiểu được tứ đế, có nghĩa là không hiểu được khổ tập, mà không có tuệ tri được khổ diệt, không có tuệ tri được con đường đến khổ diệt, như vậy thì được gọi là liệt tuệ. Thì chúng ta hiểu rằng vấn đề này đó thì hai ngài nói với nhau một cái cách là một cái cách tóm tắt. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái đề tài này mà nói đó thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều cái vấn đề, từ một người tục sinh làm người tam nhân, từ một người được nghe chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng về bốn đế, và cái sự nỗ lực tập mà cái sự tinh tấn dũng mãnh và những cái điều kiện để có thể tác thành được cái trí tuệ để thấy được tứ đế, khổ đế, diệt đế, hay là nói chung để thành tựu được đạo đế, để chứng được diệt đế, để dứt trừ khổ đế, để đoạn tận tập đế, để dứt trừ lòng tham, và dứt trừ khổ đế là dứt trừ cái khổ sanh tử luân hồi với danh và sắc, tu tập cái con đường đạo đế là bát chi đạo để thành tựu được diệt đế là niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi nói về trí tuệ đó thì thế nào gọi là trí tuệ, thì gọi là cái tuệ tri đó, cái tuệ tri gọi là được gọi là trí tuệ. Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì Ngài cũng trình bày về cái tuệ tri việc khổ, và cái khổ mà chúng ta có ở trong cái cuộc đời này, có nghĩa là những cái khổ mà đói khát hay là bệnh đau hay là quả hoạn thiên tai lũ lụt, cái khổ của khổ khổ hoại khổ hành khổ, cái khổ của cái ngũ uẩn này. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà nhìn vào thì mình có thể nói rằng cái khổ khổ hay là hoại khổ hay hành khổ nói cho cái phương diện tất cả về cái khổ đau mà chúng ta có ở trong cuộc đời này. Vì chúng ta biết cái khổ khổ là cái khổ này chồng lên cái khổ kia. Ví dụ chúng ta có cái thân đói khát, bệnh hoạn thì khổ của thời tiết, khổ của mũi mồng, khổ của thiên tai lũ lụt, khổ của giặc giả binh đao, khổ của những chứng bệnh dịch. Những cái chứng bệnh dịch này cũng là một cái điều mà chúng ta cũng cần suy nghĩ. Như vậy thì tuệ tri được cái khổ như vậy đó, thì mình thấy rằng trong Kinh Tương Ưng thì Đức Phật nói rằng cái gì dẫn dắt đời, chứ tham dẫn dắt đời. Nên chúng ta thấy rằng cái tham là chúng ta có mặt ở cuộc đời này mà chúng ta gọi chung là tập đế. Như vậy thì một cái người có tuệ tri đó, thấy được khổ và thấy được cái nhân sanh khổ,
Và để làm sao để đạt được cái sự diệt khổ là Niết Bàn, và tu tập cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy thì gọi là có trí tuệ. Thì ở đây gọi là thức. Thức này giả thế nào gọi là thức? Thì chúng ta thấy rằng thức nơi đây chúng ta hiểu theo vi diệu pháp thì thức là tâm. Tâm thì biết cảnh, nên ở đây thì gọi là thức tri. Thức tri lạc, thức tri khổ, hay là thức tri bất khổ, bất lạc. Thức tri ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái tâm nhãn thức có những cái thọ, dĩ tức, thị tức, thiệt tức, thân tức, thì có những cái khổ, cái thọ hỷ hay thọ xả hay là thọ lạc. Như vậy thì cái thức tri này là muốn nói đến cái sự biết của thức. Cái sự biết của thức, nên nó thức tri lạc, có nghĩa là cái hiểu biết của chúng ta về cái vui, hay là cảm nhận tâm thân của chúng ta, những cái gì mà nó liên quan đến lạc thọ. Hay là thường thường chúng ta biết rằng thọ quẩn và tưởng quẩn mình gọi là tâm. Bởi vì thường thường thì chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng tâm thì là một danh quẩn, nó có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn chung vào tứ danh quẩn, không có rời với nhau. Thì chúng ta hiểu là không rời nhau, tức nghĩa là lúc nào thức mà biết thì thọ nó cũng biết, tưởng nó cũng biết, và có những cái tâm sở mình gọi chung là hành quẩn đồng sanh. Như vậy thì ở đây gọi là thức. Như vậy thì khi nào thức như vậy, cái pháp nào kết hợp, có pháp nào, những pháp nào kết hợp sau khi phân tích chúng nhiều lần, thì đây cái hiền giả nói những cái kết hợp là nếu mà những cái sự sai khác này đó, những cái sự sai khác giữa những cái pháp này và những pháp kia mình được phân tích chúng nhiều lần, chúng ta thấy như là nhãn thức thì cái biết của con mắt, biết cảnh sắc, nhĩ thức là cái của biết của lỗ tai, biết cảnh thinh, tỷ thức là cái biết của mũi, biết cảnh khí, thiệt thức là cái biết của lưỡi, biết cảnh vị, thân thức là cái biết của thân, biết cảnh xúc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng mình tuệ tri được thức tri đó, là thức nó có nhiều loại, mình gọi chung là tâm nó có 121 loại. Như vậy thì những cái điều đó, 121 loại đó, đều biết mỗi cảnh khác nhau, đều do cái tâm nương vào các cái loại giác quan mà chúng ta gọi là nương vào nhãn căn để biết cảnh sắc, nhĩ căn biết cảnh thinh. Thì chính vì cái sự nương vào nên chúng ta gọi là sự kết hợp với nhau. Chứ vậy khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ biết được đó, khi mình phân tích nhiều lần như vậy, mình biết được cái sự khác biệt của nhãn căn và cảnh sắc khác với nhĩ căn và cảnh thinh. Như vậy khi mà nói đến cái trí tuệ như vậy đó, thì thức như vậy á, giữa sự kết hợp mà chứ không phải là không kết hợp, mà trí tuệ được tu tập tá quê tấp bá đó, phải cần được liễu tri thì phá đi nhây giá nhây văn, có nghĩa là mình biết được thức như vậy, và cái cảm thọ cảm thọ được nói như vậy này dở được gọi là cảm thọ. Thì cái quê đà na hay là quê đê tí đó là cảm thọ, thì cảm thọ này chúng ta biết đó là thọ quẩn, cảm giác gì lạc thọ đó của thân đó, thì hỷ thọ của tâm, cái cảm giác gì khổ thọ của thân đó, thì ưu thọ của tâm, và bất khổ bất lạc thọ đó là thọ xả. Như vậy những cái cảm giác này được nói lên là ba thọ, hoặc là năm thọ, hoặc là sáu thọ, 18 thọ trong bài kinh đa thọ đó, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta phân ra thì chúng ta biết những cái thọ nào mà liên hệ đến hỷ đó, thì chúng ta gọi là những cái cảm giác thọ hỷ. Những cái cảm giác nào mà chúng ta thấy đau đớn khó chịu đó thì thân thức thọ khổ, hoặc là tâm thọ ưu. Còn không có hai cái trạng thái này đó, thì chúng ta gọi là cái tâm thọ xả. Như vậy những cái cảm thọ đó cũng là thọ quẩn, rồi tưởng, tưởng sanh nha này hiện giả,
như thế nào được gọi là tưởng, tưởng tri, sanh cha, sanh nha, sanh cha nha tí. Như vậy tưởng là một quẩn, mình được gọi là tưởng là hiểu biết được những cái màu, tưởng là cái sự kinh nghiệm mình thấy được những cái màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Tưởng tri là mà chúng ta biết do cái sự nghe nói và chúng ta hiểu biết được như vậy. Lần sau chúng ta nhận biết được như vậy, đó là cái biết của tưởng. Như vậy thì thọ như vậy, tưởng như vậy, sự kết hợp hay là không kết hợp. Cái chỗ này cũng để chúng ta hiểu rằng là cái sự kết hợp. Bởi vì thọ quẩn mình, thọ quẩn tưởng quẩn mình hay gọi là tâm hành. Thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, tâm hành là thọ tưởng. Thì nói như vậy là nó có sự kết hợp, mà nó có sự kết hợp những cái pháp này. Bởi vì nó là những cái tâm sở, nó là những cái quẩn đồng sanh với nhau. Đồng sanh, tưởng quẩn sanh thì thọ quẩn cũng sanh, mà thức quẩn cũng sanh, hành quẩn cũng sanh. Nên chúng ta gọi là những quẩn này đó là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn. Đồng nương một căn, ví dụ nhãn căn sanh lên đó, thì bốn quẩn này cũng đồng sanh, chứ không phải là không có, không phải là không có sanh, mà nó đồng sanh với nhau. Nên thường thì học trong vi diệu pháp đó, thì chúng ta biết rằng nói đến những cái tâm và tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Nếu mà nương vào nhãn căn thì các cái tâm sở nó cũng đều và nương vào nhãn căn để biết cảnh sắc. Như vậy hễ đồng sanh thì cũng đồng diệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng được nói đến và được phân tích nhiều lần như vậy. Thắng tri này hiền giả, ý thức thanh tịnh không có liên hệ đến năm căn đưa đến gì. Không có liên hệ đến năm căn thì chúng ta biết là năm căn nơi đây là ngũ song thức. Và nếu mà không có đưa đến ngũ song thức thì chỉ có ý thôi. Ở đây thì muốn nói đến thắng tri là nó nói đến cái ý thanh tịnh. Nó không có liên hệ đến năm căn. Đưa đến không vô biên xứ hay là hư không vô biên, đưa đến thức vô biên xứ hay là thức vô biên, hay là đưa đến vô sở hữu xứ hay là không có sự vật. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đây muốn nói đến bốn cái thiền vô sắc. Bốn bộ thiền vô sắc thì rõ ràng là không có cả cái giác quan để thấy cảnh sắc, như là nhãn căn hay là cảnh thinh, như là nhĩ căn, cảnh khí như là tỷ căn, cảnh vị như là thiệt căn, cảnh xúc như là thân căn. Vì ở đó nó không có sắc quẩn, nên chúng ta gọi là cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc. Nhưng mà ở đây thì chỉ kể đến có ba thôi quý vị: hư không vô biên, rồi đưa đến thức vô biên, rồi vô sở hữu thôi. Này hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ tuệ tri được, tờ tri được nhờ pháp nhãn đưa đến tuệ tri. Có ý nghĩa là, có nghĩa là ý nghĩa là thắng tri, hay là ý nghĩa là liễu tri, hay là ý nghĩa là đoạn tận. Thì ở đây thì chúng ta biết rằng cái tuệ, mà cái tuệ những cái trí tuệ mà biết những cái lĩnh vực siêu quá việt đó, thì đó là những cái tâm mà mình gọi là cái tuệ phản kháng, hay là cái tuệ đoạn trừ, hay là cái tuệ an tịnh, cái tuệ mà mình gọi là cái tuệ đạo, tuệ quả, bằng cái sự biết, bằng qua cái sự loại trừ những cái phiền não, những cái đau khổ, mà vị đó biết rằng mình đã chứng ngộ được niết bàn, cái sự an vui tuyệt đối của đạo quả mang lại. Như vậy thì chúng ta thường biết rằng cái thắng tri, hay là cái liễu tri, hay là cái đoạn tận đó, muốn nói đến là cái biết của các cái bậc thánh. Chánh kiến hiền giả có bao nhiêu duyên chánh kiến sanh khởi? Thì chúng ta thấy rằng có hai duyên chánh kiến sanh khởi, mà thường thì mình hay gọi là nghe pháp á, nó có hai cái lợi ích, nghĩa là người thuyết pháp và khéo, mình khéo suy nghĩ, có nghĩa là nó sẽ sanh lên chánh kiến.
Nhưng mà cũng cái tà kiến thì cũng do nghe người khác nói và không khéo suy nghĩ sinh lên cái tà kiến. Còn ở đây thì chúng ta nghe cái tiếng nói của người khác và như lý tác ý, thì chúng ta hiểu rằng nghe một người nói, một vị thuyết pháp và mình khéo suy nghĩ sanh lên chánh kiến, một vị thuyết chánh pháp đó. Như vậy này hiền giả có hai duyên sanh lên chánh kiến. Này hiền giả chánh kiến được phải hỗ trợ được bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả và tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Thì ở đây muốn nói đến có nghĩa là tâm giải thoát đó, hay là tuệ giải thoát đó. Nếu mà nói theo cái bộ Patisamvida đó thì tâm giải thoát có kể đến những cái tâm thiền, nhưng mà tâm giải thoát cũng có kể đến những cái tâm đạo và những cái tâm quả, là giải thoát ra khỏi cái phiền não, nên gọi là tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Có nghĩa là do cái năng lực tâm đạo, tâm quả mang lại được cái sự đoạn trừ các cái loại kiết sử, giải thoát những cái tà tâm như là bốn tâm tham hoặc tà tâm si hoài nghi ở cái phần thánh đạo Tu Đà Hoàn, những thánh đạo khác, thì những cái tâm bất thiện được đoạn trừ từ từ và được cái tuệ giải thoát, đó là ra khỏi cái sự luân hồi bởi cái phiền não. Mình gọi là phiền não luân hồi đó, được thanh tịnh. Như vậy thì cái việc mà một cái vị mà tu tập đó là nhờ tu tập theo cái chánh pháp và khéo hành trì, khéo tu tập và được sự hỗ trợ của những cái điều kiện công đức như là trú xứ, bạn hữu, rồi cái sự tinh tấn nỗ lực, cái sự tu tập đúng chánh pháp và đúng theo lời dạy, tinh tấn nỗ lực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tuệ giải thoát quả công đức này, giải chánh tri kiến có giới hỗ trợ, có văn hỗ trợ, có thảo luận hỗ trợ, có chi samatha là có chỉ hỗ trợ, có quán hỗ trợ. Thì ở trong bộ Patisamvida cũng có nói đến khi một người mà khéo nghe, có khi mà học giới được thọ trì, rồi cái người đó có khéo nghe, rồi có cái tu tập chỉ quán, tu tập chỉ là samatha, quán vipassana, là những cái điều kiện để có tâm giải thoát quả. Đó là năm cái điều kiện tiên quyết để người đó có thể chứng ngộ được cái tâm đạo, tâm quả, mình gọi là tâm giải thoát công đức, hoặc là tuệ giải thoát công đức, là tuệ quả giải thoát công đức. Rồi nói đến hữu, này hiện giả có bao nhiêu hữu? Ở đây thì chúng ta thấy chia ra dục hữu. Dục hữu là 11 cõi dục, trong đó có 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Sắc hữu là 16 cõi sắc. Vô sắc hữu là 4 cõi vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và vô biên xứ. Như vậy, này hiện giả cái sự như thế nào là tái sanh trong tương lai được xảy ra? Thì cái gì dẫn dắt đời đó, thì chúng ta biết rằng cái tham ái nó dẫn dắt đời và dẫn dắt đi tái sinh. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đây thì nói rằng vô minh và tham ái, vô minh che đậy và tham ái trói buộc các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia và tái sanh trong dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ ưa thích theo cái dục hữu đó, là họ thấy sắc thinh khí vị xúc và họ ưa thích. Chính cái sự ưa thích đó đó họ hành trì, và cái hành trì đó nó đưa đến cái kết quả như là ngu hành giả, cẩu hành giả, tu hành con chó hay con bò đó, và hành trì theo cái đó. Khi mà thấy cái hiện tượng con chó có ánh sáng, khi chết có ánh sáng từ thân bay lên, thì vị này nghĩ rằng con chó này sanh về cõi trời, nên vị này hành theo cái hạnh con chó như vậy. Nhưng mà thật sự đó là cái sự không hiểu biết nên gọi là vô minh, và ưa thích nghĩ rằng sanh về cõi trời như vậy nên cũng gọi là tham ái trói buộc. Nên thường thì chúng ta biết rằng cái sự tham ái trói buộc trong dục á, thì chúng ta gọi là dục hữu, và chúng ta dính mắc trong các cái đề mục thiền sắc giới đó, thì chúng ta sẽ tái sanh vào sắc hữu, đó là những cõi thiền sắc. Rồi tái sanh nội sắc hữu, đó là chúng ta còn dính mắc về cái phần danh,
tạo phần, có nghĩa là không có dính mắc bằng sắc nữa, nhưng mà vẫn còn dính mắc bằng danh, danh quẩn, nên tái sanh về vô sắc hữu. Như vậy thì ba hữu được nói như vậy, và cái sự tái sanh trong tương lai được nói như vậy. Và nếu mà cái sự tái sanh trong tương lai không có xảy ra đó, thì mình biết rằng vô minh được xả ly và tham ái được đoạn diệt. Nên ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng vô minh và tham ái là muốn nói đến sở hữu si, hay là 14 sở hữu bất thiện á, thì nó có sở hữu bất thiện biến hành đó. Nó có bốn cái sở hữu, đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Và chính cái sở hữu si này á, đó là vô minh. Vì cái sở hữu si này nó luôn luôn gọi là bất thiện biến hành, lúc nào tâm bất thiện sanh khởi đều có nó hết. Nên chúng ta dùng cái từ gọi là tâm bất thiện biến hành, bất bốn bất thiện biến hành, đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Như vậy á, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái người mà còn vô minh á, là còn sở hữu si này. Nên thường thường biết, quý vị biết rằng khi mà đoạn trừ những cái tâm tham hợp tà đi, bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi đó, thì cái sở hữu si nó vẫn còn. Nhưng mà ngược lại, vì cái những cái tâm này nó không có đó, nên mình gọi là đoạn trừ được một phần của vô minh. Vì những cái tâm này nó có vô minh mà những cái tâm này được đoạn trừ, nên mình gọi là đoạn trừ được một phần của vô minh. Nhưng mà những cái còn lại đó, thì sở hữu si này nó vẫn còn hợp lại những cái tâm tham hợp ly tà, và những cái tâm si phóng dật nó vẫn còn. Nên chúng ta hiểu rằng nó còn vô minh là như vậy. Dù là bậc thánh tu đồ quần, tư đà hàm hay là A-na-hàm chưa có đoạn tận được những cái tâm bất thiện đó, thì những cái tâm bất thiện đó, nó vẫn có si, là cái sở hữu bất thiện biến hành, sở hữu đầu tiên đó, si, vô tàm, vô quý, phóng dật đó. Chính cái sở hữu bất thiện đầu tiên đó chúng ta gọi là vô minh. Và tham ái đó, thì chúng ta biết rằng có tám tâm tham, và cái sở hữu tham nó hợp với tám tâm tham này. Chính cái này là cái mà chúng ta hiểu ở đây gọi là tham ái trói buộc. Vì tham đó với bất cứ cái hình thức nào thì nó cũng có những cái tâm tham này sanh khởi, chứ không thể nào mà không có. Rồi khi nói đến thiền thứ nhất, thiền thứ nhất là vị tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm tứ, có năm chi thiền đó. Chúng ta nghe như vậy. Như vậy thiền thứ nhất có năm chi phần ở thiền thứ nhất, rồi lên cái thiền thứ hai đó lại còn bốn chi phần, nếu mà tính theo tạng A Tỳ Đàm. Còn nếu tính theo thẳng kinh đó, thì lên thiền thứ hai thì bỏ tầm, bỏ tứ, thiền thứ ba thì bỏ hỷ, thiền thứ tư thì bỏ lạc, còn xả nhất tâm. Như vậy á, thì khi mà thành tựu được những cái thiền chi đó, là bỏ bớt những cái chi phần. Giống như mình nói rằng nước mía thì ngọt, nhưng mà được loại bỏ bớt nước để trở thành đường cát, phải loại bỏ qua nhiều lần sôi, bốc hơi nhiều lần. Cũng giống như vậy, một người đạt được cái sự tinh diệu của thiền cao nhất là tứ thiền sắc giới đó, thì vị đó phải bỏ tầm tứ hỷ lạc là như vậy. Còn khi mà đạt được thiền vô sắc đó, thì cũng chỉ còn xả niệm thanh tịnh, dù là thiền ngũ thiền sắc giới hay là tứ thiền sắc giới hay là thiền vô sắc, thì nó cũng có chia thiền giống nhau như vậy. Nói đến năm căn, năm căn có nghĩa là những cái nhãn căn á, thì nó chỉ biết cảnh sắc thôi. Nhĩ căn thì biết cảnh thinh, tỷ căn thì biết cảnh khí, thiệt căn thì biết cảnh vị, thân căn thì biết cảnh xúc. Năm căn này có cái sự sai khác, có cái hành giới sai khác, không có cái thọ lãnh cái cảnh giới hành giới lẫn nhau. Cái gì cho làm cho sở y chúng, cái gì làm cho lãnh thọ cái cảnh giới hành giới của chúng. Thì thường thường chúng ta biết khi mà nói đến những cái tâm ngũ song thức đó, thì chúng ta thấy có những cái tâm sau cái ngũ song thức đó là hai tâm tiếp thâu, mà chúng ta gọi là hai tâm tiếp thâu đó, chúng ta gọi là ba ý giới đó, đó là tâm khai ngũ môn, và hai tâm tiếp thâu là ba ý giới. Chính cái ý giới này á, sau khi mà nhãn thức sanh khởi tiếp rồi sẽ có tiếp thâu, tiếp thâu là có quan sát. Và thường thì chúng ta biết rằng cái tâm làm việc đoán định đó, trong lỗ ngũ đó,
cũng chính là cái tâm khai ý môn, nó làm việc đoán định trong lầu ngũ và làm việc khai ý trong lầu ý. Chính là cái tâm này nó làm cho biết, mình gọi là nó sẽ sanh khởi và nó sẽ có cái sự dung hòa với nhau, vì nó có những cái sự tiếp nhận và có cái sự khai mở cho động lực sanh khởi. Thì chúng ta biết rằng dù là người đó có tai mắt bánh bắt cảnh sắc hay là có tai cảnh thinh đó, thì khi nó đến động lực tham đó, thì nó chỉ là động lực tham thôi chứ không phải là khác. Nhưng mà nếu mắt tai mũi lưỡi thân của người đó mà khó chịu đó, thì sau đó cũng là động lực sanh khởi, dù là các cái giác quan nó với các cái hành cảnh đó, nó có như mắt với cảnh sắc thì nó khác với tai với cảnh thinh. Nhưng mà khi mà tiếp thu hay chúng ta gọi là khai ý đó, thì chính tâm đoán định đó, là làm việc ở lậu ngũ, nó cũng chính là cái tâm khai ý ở lậu ý. Chính vì như vậy đó, nên khi ở trong kinh Pháp Cú nói rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo nó, nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, khổ não theo sau như xe chân bật kéo, là muốn nói đến cái tâm khai ý môn này, sau khi tiếp thu quan sát đó, thì nó có cái tâm đoán định, đó là tâm khai ý môn. Rồi sau cái đoán định nó sẽ có động lực, và động lực á, thì động lực tham á, thì năm cái mắt tai mũi lưỡi nó có sai khác, nhưng mà khi tham sinh khởi thì chỉ cần là động lực tham thôi, thì nó không phải động lực khác. Khi mà sân á, thì cũng là có chịu thì cũng là động lực sân sinh khởi. Như vậy á, thì cái cảnh sắc với cảnh thinh nó khác, nhưng mà cái sở y đó muốn chọn, muốn nói đến cái sự thọ lãnh, cái cảnh giới hành giới của chúng đó, chính là những cái tâm khai ý môn, làm việc đoán định ở lộ ngũ, làm việc khai mở lộ ý. Như vậy đó, thì năm căn này là mắt tai mũi lưỡi, năm căn này do duyên gì mà chúng an trú, thì chúng ta thấy rằng do duyên tuổi thọ. Bởi vì khi mà con người có chỗ an trú á, bởi chúng ta thường nghe nói rằng cái tâm làm việc tái tục hậu kiếp á, là duy trì đời sống, và cái tâm nó làm việc tử sau khi nó mãn cái tuổi thọ đó, thì có cái tâm làm việc tử. Như vậy á, thì thường thường á, thì chúng ta biết rằng cái tâm tái tục hậu kiếp là duy trì đời sống, cái ai vú đó là cái muốn nói đến cái thức, cái nghiệp thức quả thức đi tái sanh á. Nên thường thường chúng ta thấy những cái tâm hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rướng động, rồi hộ kiếp dứt dòng, rồi khai môn là cho năm môn đó, là nhãn môn cho tâm nhãn thức sinh khởi, nhĩ môn cho tâm nhĩ thức sinh khởi, rồi nó sẽ có sanh khởi. Nên ở đây thì mới nói rằng do duyên của tuổi thọ mà chúng an trú. Này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Thì chúng ta thấy rằng thì cái tuổi thọ, hay là chúng ta gọi là danh sắc á, thì cái sắc nó có đất nước lửa gió, thì cái chính cái hơi ấm nó là cái sự duy trì cái thân của một con người. Nếu mà con người chết thì tôi gọi là lạnh cứng đơ, lạnh ngắt, nhưng mà khi mà cái thân còn sống thì chúng ta thấy rằng nó có cái hơi ấm. Nên ở đây á, thức hơi ấm và cái tuổi thọ đó, mình gọi là cái tâm mà làm việc hộ kiếp, tái tục hộ kiếp, là cái đó là giống như là cái tuổi thọ mình sống được bao nhiêu, thì cuối cùng cái tâm này làm việc tử là chấm dứt cái đời sống của mình. Chính ở điểm này đó thì mình nói rằng hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú, thì chính là chúng ta hiểu ở cái thành phần này nó là muốn chỉ đến cái chỗ mà tâm làm việc tái tục, rồi cái tâm làm việc duy trì đời sống. Như vậy thì phần danh mạng quyền để duy trì, rồi sắc mạng quyền cũng duy trì cái thân thể này, nên danh và sắc nó có cái tên gọi là danh mạng quyền và sắc mạng quyền để duy trì cái đời sống của chúng sanh. Khi mà chúng sanh không có danh mạng quyền để duy trì phần tâm á, thì là tan rã, thì mình gọi là thức tan rã đó, thì cái sắc nó cũng tan rã. Sắc mạng quyền sẽ không duy trì cái sanh mạng này nữa. Như vậy á, thì ở trong đây á, thì này giả, tôi biết từ lời nói của tôn giả Sariputta, tuổi thọ do duyên hơi nóng mạng trú. Nay chúng tôi được biết lời nói từ tôn giả Sariputta, nói hơi nóng là duyên tuổi thọ mạng trú. Này giả, như thế nào cần hiểu ý nghĩa này lời nói?
Thì giả ví dụ như là ở đây một có một người trí hiểu biết ý nghĩa này nhờ cái thí dụ đó, như một cây đèn dầu thắp lên, do duyên tim đèn ánh sáng được hiện ra, do duyên ánh sáng thì tim đèn được thấy là ngọn lửa. Thì cũng như vậy, tuổi thọ do duyên hơi nóng an trú, hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú, rồi pháp thọ hành này, giả pháp thọ hành ái vú sanh kha rá, này là những pháp được cảm thọ, hay là những cái pháp và thọ hành này khác với những cái pháp được cảm thọ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói rằng cái thọ sanh khởi thì ở cái nào đó thì nó cũng có những cái thời gian tồn tại của nó, mình gọi là cái lộ trình tâm, hay là cái sự mà trọn vẹn của nó đó, là một cái lộ trình tâm sanh khởi đó, thì nó có bao nhiêu sát na, và những cái sát na đó nó được tồn tại như vậy đó, thì mình mới đầy đủ, mình gọi là biết được và tạo tác được những cái nghiệp thiện ác ở trong một cái quy trình của mình gọi là tâm tâm lộ đó, mình gọi là cái citta niyama, là tâm cố nhiên hay là tâm sanh khởi đó, thì nó sanh khởi như vậy. Xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi thì những cái lộ mình chúng ta gọi là lộ ngũ môn hay là lộ ý môn, và những cái gì nó được cảm thọ hay là nó đang vận hành, thì những cái thọ này đó, nó còn ở trong một người nào. Và ở đây thì có hỏi đến những cái cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiện giả, vì rằng những cái pháp thọ hành khác, những cái pháp cảm thọ khác, nên có sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Thì ở đây muốn nói đến một cái sự duy trì, hay là một cái người mà nhập được diệt thọ tưởng định, nó có cái sự sanh khởi, nó có những cái duyên trợ để cho vị đó có thể thành tựu được cái diệt thọ tưởng định, mà vị đó không phải là người chết, mà vị đó vẫn là người còn sống nhưng mà đang không có tâm trong một cái thời gian diệt thọ tưởng, mà chúng ta hiểu là tâm nó không có diệt thọ tưởng định, cái là tâm thọ và tưởng là tâm hành không có như vậy, nhưng mà người đó vẫn còn những cái thọ mạng nó khác với một cái người chết. Này hiện giả, đối với thân thì có bao nhiêu pháp được từ bỏ khi thân này nằm xuống, quăng đi như khúc gỗ? Này hiện giả, khi thân này có ba pháp được từ bỏ là tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này được nằm xuống. Thì như chúng tôi đã nói quý vị đó, cái thức nó tái sanh thì mình gọi là cái danh tục sinh. Còn khi mà thân được thành tựu đó là mình gọi là sắc tục sinh. Danh và sắc này đó, nó có cái tâm, nó có cái tâm hộ kiếp là duy trì cái đời sống mà chúng ta gọi là cái tuổi thọ của một chúng sanh đó, và có sắc là những cái sắc đồng sanh nó duy trì cái thân này. Nếu mà những cái không có đó, không có tuổi thọ và không có thức đó, thì cái hơi nóng mà chúng ta gọi là sắc vận hành đó, không có, thì cái thân này quăng bỏ như khúc gỗ mà bậc vô tri. Như vậy này hiền giả, cái sai khác giữa bậc chết và vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. Thành ra ở đây thì quý vị cũng nghe lại nữa, cái nghĩa là cái vị mà chết thì cái nghĩa là ba cái pháp này nó không còn, tuổi thọ, hơi nóng và thức không có, nhưng mà cái vị nhập thiền diệt đó thì nó vẫn còn tuổi thọ, nó vẫn còn hơi nóng, nhưng mà tạm thời lúc bấy giờ không có thức thôi, chứ vì đó diệt, nó khác cái chỗ là vì đó nhập diệt thọ tưởng định đó. Nhưng mà nó có nhập diệt thọ tưởng định đó, thì nó có cái năng lực, một cái người đắc được tam quả hay tứ quả nhập diệt thọ tưởng định đó, thì quý vị biết rằng lửa không có thể nào thiêu hủy vị đó được. Chúng ta nghe như câu chuyện của hoàng hậu Samawati cùng với 500 cung tần mi nữ mà sau này bị thứ hậu Magandhija mà đốt chết đó, do cái nghiệp quá khứ là đốt cái vị Phật độc giác. Vị này không có chết, nhưng mà những cái cung tần phi nữ do cái nghiệp cố ý đốt
một lần hơi nóng cái láng cỏ cháy thì lòi ra cái vị Phật độc giác vẫn ngồi. Nhưng mà những người này đem mỗi người bó cỏ chất lên cái thân của vị độc giác đốt. Nhưng mà dù có đốt lần thứ hai với mỗi người bó cỏ nhưng mà Ngài cũng vẫn không chết quý vị. Nên cái người nhập diệt thọ tương định đó, đặc biệt là vị đó, đó không có một cái sự gì mà có thể cắt đứt cái mạng sống. Trừ khi nào vị đó biết rằng cái tuổi thọ của mình hết thì vị đó sẽ xả cái diệt thọ tưởng. Để rồi vị đó trình bạch với Đức Phật hay chưa cái phận sự rồi vị đó mới viên tịch niết bàn. Nên thường thường quý vị đọc trong kinh Mi Tiên Muốn Đáp thì có nói vấn đề này. Như vậy thì này hiền giả, cái vật chết mạng chung, thân hành nó được chấm dứt dừng lại, khẩu hành được chấm dứt dừng lại, tâm hành được chấm dứt dừng lại, tuổi thọ diệt tận hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại còn bị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì lại thân được còn, cái thân còn, cái hơi ấm còn, cái tuổi thọ còn, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó thì lúc bấy giờ là không có thức thôi. Tâm giải thoát này hiền giả có bao nhiêu để chứng nhập được tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Ở đây thì nói rằng đến việc chứng nhập được tâm giải thoát bất khổ bất lạc đó, được xả lạc xả khổ diệt hủy ưu đó, cảm thọ trú thiền thứ nhất, trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Có nghĩa là nói đến một cái vị mà đã bỏ qua những cái chi thiền mà đạt được cái thiền cao, hay là nói đến một cái vị nhập thiền diệt, hay là nói đến một cái vị nhập thiền quả. Nếu mình học trong vi diệu pháp á, thì một cái vị nhập thiền quả đó là nếu mà chứng thiền để mình chứng đắc đạo, chứng đắc quả đó, thì sau này mình sẽ nhập được thiền quả. Mà ở đây dùng cái từ gọi là chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc, có nghĩa là lúc bấy giờ đó thì cái tâm siêu thế, mà cái tâm quả là cái tâm siêu thế, cái tâm đó nó không biết cái cảnh nghiệp thế mà chỉ biết cái cảnh niết bàn, nên nó chúng ta gọi là giải thoát khỏi bất khổ bất lạc. Này hiện giả, bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát? Có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát, là không tác ý đến nhất thiết tướng, không có tác ý đến nhất thiết tướng và tác ý đến vô tướng giới. Thì chúng ta biết rằng một cái vị nhập thiền đó thì tùy theo cái loại thiền đó là thiền nghiệp thế hay là thiền siêu thế. Thiền nghiệp thế đó thì luôn biết cảnh trong đời, và thiền siêu thế đó thì luôn biết cảnh niết bàn. Đó là những cái tâm thiền quả, hay là những cái người nhập thiền diệt thì vị đó đều hướng đến cái niết bàn. Niết bàn thì nó lìa khỏi những cái hạn hữu của trong cái cõi thế gian này. Vị đó an lạc được cái sự niết bàn, chứng trú được cái thiền lạc này là một cái vô tướng tâm giải thoát, nghĩa là lìa bỏ tất cả tướng, những cái tướng hữu vi đó, thì chúng ta hiểu. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng giải thoát? Có hai duyên đó, nghĩa là không tác ý đến nhất thiết tướng và tác ý đến vô tướng giới. Như vậy thì vô tướng tâm giải thoát, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Thì mình tác ý lại. Thường thường quý vị biết rằng nếu một người nhập thiền diệt thọ tướng định thì cái tâm quả tam thiền hoặc tâm quả tứ thiền nó sẽ sanh lên trở lại trước, rồi nó sẽ sanh theo lại thân hành, ý hành sanh trước, rồi thân hành, khẩu hành sanh sau. Nhưng mà khi mà diệt á, thì thân hành, khẩu hành diệt trước, rồi tâm hành mới diệt sau. Nhưng mà khi mà xuất đó thì tâm hành xuất trước, rồi thân hành mới, khẩu hành mới sanh sau. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng khi một người mà chúng ta có thể hiểu rằng niết bàn là cảnh giới niết bàn, mà tâm biết cảnh niết bàn bây giờ muốn thì vị đó hướng lại phía bên cái tâm nào để an vô niết bàn, vị đó hướng cái tâm đó và ý tác ý xả thì nó lại hướng lại bên ngoài lại, những cái tâm khác sẽ sanh khởi lên. Nên chúng ta hiểu rằng
Nếu mà chúng ta hiểu tâm nó sanh lên từng sát na đó, thì cái tâm này sanh rồi cái tâm kia sẽ sanh. Khi mà mình hướng đến nhất thiết tướng trở lại thì những cái tướng nó sanh lại. Tướng là mình nói đến cái tâm, nó biết cái cảnh đó, thì nó là cái tướng của cái tâm. Như là tâm biết cái tướng cảnh sắc, chúng ta gọi là những gì mắt thấy. Biết cái tướng của tai đó là những cái âm thanh nghe, phân biệt được cái âm thanh nghe. Như vậy đó, thì ở đây muốn nói đến vô lượng tâm giải thoát hay là vô sở hữu tâm giải thoát đó, hay là không tướng tâm giải thoát. Thì ở chỗ này đó, thì quý vị có thể hiểu rằng cái thiền mà vô lượng tâm là tứ vô lượng tâm, mà nó khác với cái thiền những cái loại thiền đó, thì chúng ta cũng biết rằng những cái loại thiền thì được Đức Phật ngài nói đến nhiều loại thiền. Và các cái loại thiền đó, thí dụ như mình nói đến thiền quả thì tất nhiên là nó khác với cái thiền tâm. Có nghĩa là vô lượng tâm là đến cái từ vô lượng hay bi vô lượng hay hỷ vô lượng hay xả vô lượng. Vô tướng tâm giải thoát là nói đến không có tác ý đến tướng mà tác ý đến cái gì vô tướng, thì muốn nói đến cái sự giải thoát hay là nói đến niết bàn hay là an trú đến cái niết bàn là một cái trạng thái mà chúng ta không có thể nào, vì cái tâm siêu thế biết cái cảnh niết bàn. Những cái điều này đã được cư sĩ Isiddhartha cũng có nói ở trong kinh Tăng Chi, khi mà trả lời cho các cái vị trưởng lão cũng có nói đến vô sở hữu tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát và không tâm giải thoát hay là vô thượng tâm giải thoát đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái thiền nó có phân biệt, cái sự sai biệt là do cái pháp môn. Thí dụ mình nói rằng tứ vô lượng tâm là cái pháp môn bốn vô lượng tâm, nó khác với cái pháp môn mà nhập diệt thọ tưởng định, ví dụ như vậy, hay là nhập thiền quả, nó khác, nó sai khác với nhau như vậy. Khi mà sai khác với nhau như vậy đó, thì cái từ như là từ tâm giải thoát hay là bi tâm giải thoát hay hỷ tâm giải thoát đó, hay là xả tâm giải thoát đó, nó cũng là mỗi cái đối tượng nó có cái khác nhau như vậy. Như vậy thì ở trong đây muốn nói đến vấn đề tu tập các cái loại thiền chứng mà vị đó có thể an trú vào các cái thiền đó, nên cái thiền nó cũng gọi là mình gọi là câu phần giải thoát hay là tâm giải thoát đó, là giải thoát ra khỏi những cái gì hạn cuộc và nó bắt lấy những cái cảnh gì vượt hơn cái hạn cuộc đó. Chúng ta thấy rằng những cái tâm ngũ song thức ấy, nó chỉ biết cảnh sắc thinh ký vị thôi, nhưng mà những cái tâm thiền ấy, thì nó sẽ biết cái cảnh vô lượng hơn, nên mình gọi là tâm đáo đại. Tâm đáo đại là cái tâm đó lớn hơn, quảng đại hơn, nó biết được cái cảnh đặc biệt hơn cái tâm của ngũ song thức vậy đó, của năm đôi thức. Rồi các ngài hỏi về vô sở hữu tâm giải thoát, vượt lên thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng vô sở hữu xứ này, hiền giả gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Như là chúng tôi nói quý vị đó, sở hữu mình bốn cái thiền vô sắc đó, thì quý vị thấy không vô biên đó, là lấy hư không mà biết được hư không, rồi bị đó mới nhập thiền, hướng thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền đó, vì đó thấy cái hư không này còn thức biết được, nên nó bị đó hướng đến thức vô biên. Và cái người mà vượt khỏi thức vô biên đó thì phải lấy vô sở hữu. Vô sở hữu có nghĩa là cái thức này nó bị đó vượt hơn cái thức này mới gọi là vô sở hữu. Mà hễ mà gọi là vô sở hữu thì mình gọi là thoát qua khỏi tu viên xứ. Mình gọi là giải thoát, là vượt lên, vượt lên cái trạng thái đó. Này hiền giả, không tâm giải thoát, đi đến khu rừng hay gốc cây, đến chỗ nhà trống, suy nghĩ đây là trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy này hiền giả, không tâm giải thoát, hay là vô tướng tâm giải thoát. Ở điểm này đó thì quý vị thấy rằng không tâm giải thoát đó, là khi mà mình tác ý đến không hãy có cái gì mình có hệ lụy, mà không có cái đó mình không có hệ. Và cũng như là trong cái bài kinh mà nói rằng
ở đây có đó, ví dụ như ở đây không có người nam người nữ, ở trong rừng nó không có người nam người nữ, không có người chăn dê chăn cừu, nhưng mà ở đây có trứng heo, có cái trú xứ, có địa đại, mình có ở ngồi trên địa đại thì cái này là có, nhưng mà cái kia là không. Cái gì không á thì mình biết là không, và mình không dính mắc những cái sự dính mắc mà mình lâm tưởng hay là thôn tưởng đó. Thôn tưởng có nghĩa là mình ở trong rừng rồi nhưng mà mình còn nhớ đến thôn tưởng, thì như vậy là chưa có đúng là người ở trong rừng. Nhưng mà khi ở trong rừng mà có tưởng của lâm tưởng đó, và vị này cũng biết vượt lên đó, biết vượt lên vì vị đó biết rằng cái này đó là cũng có cái sự sanh khởi và cần phải không có chấp chặt. Dù mình tu cái đề mục đất đó, mà mình dính mắc vô cũng không được, mình cũng phải vượt lên, mình vượt lên để mình chứng cao lên thêm, mình vượt lên để mình chứng thiền lên thêm nữa thì nó mới đúng. Thì cái ý nghĩa của trong cái bài kinh Đại Không Tiểu Không cũng có nói đến vấn đề này quý vị. Như vậy á, thì một cái người mà vô tướng tâm giải thoát đó, với nhất thiết tướng, với nhất thiết tướng đó, không tác ý đến nhất thiết tướng. Ở đây á, thì quý vị hiểu rằng chúng ta, hễ mà chúng ta mà bị vọng tưởng hay là điên đảo tưởng thì cái điều đó nó sẽ trở ngại. Còn một người mà khi mà họ có tuệ đó thì họ biết được cái sự sanh tử. Mình giống như một cái người mà biết rằng mình có mặt ở đây đó là có thức có danh sắc, và có thức có danh sắc đó thì tất nhiên là có vô minh và tham ái mới có thức danh sắc để đi tái sanh. Thì vị đó đó là rũ bỏ hết tất cả những cái điều kiện nhân duyên nào mà để đưa đến tái sanh, dù là bất cứ cái phương diện nào đó. Thì vị đó thường thường Đức Phật này dạy như vậy để thấy được là có cái sự tái sanh, và cái sự tái sanh đó mà cần phải đoạn trừ thì mới trở thành vô sanh được. Còn nếu mà mình còn dính mắc thì không có thể nào trở thành vô sanh được. Và những cái gì mà hạn lượng á, nó với cái vô hạn lượng đó, thì cái vô hạn lượng đó là vượt lên cái hạn lượng, nó là như vậy. Như vậy á, thì ở trong cái phần bài học hôm nay đó thì con nghĩ rằng cũng còn rất là nhiều những cái ý nghĩa mà Đức Phật này hai cái vị đệ tử thượng thủ mà hỏi và đáp với nhau. Khi mà nói đến cái tham, cái nhân tạo ra cái tướng tham, hoặc là sân, cái nhân tạo ra tướng sân, hoặc là si, nhân tạo ra tướng si, vị tỳ kheo đó đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc này, thì tham sân si nó chặt đứt. Thì ở đây đó, muốn đó nói đến cái đoạn kết đó, thì nói đến vô tướng tâm giải thoát đó, hay là bất động tâm giải thoát là tối thượng hơn các cái tâm giải thoát khác. Thì chúng ta hiểu rằng ở đây á, muốn nói đến một cái người mà khi mà tu tập đạt được cái lãnh vực á, mình biết rằng á, những cái gì mà đưa đến cái sự dính mắc hay là hạn lượng đó, thì nó có hạn cuộc và nó có cái sự sanh tử của kiếp sống, và những cái điều đó cần phải biết để loại bỏ. Nên trong cái bài kinh Đại Không hay Tiểu Không á, thì cũng có trình bày về vấn đề mà có nghĩa là vị đó dù là ở trong rừng không có thôn tưởng, không có nhân tưởng, có địa tưởng, nhưng mà vị đó tác ý đến những cái đề mục đất để đạt được những cái thiền từ cái đề mục đó. Nhưng mà rồi vị đó vượt lên, vị đó cũng vẫn thấy rằng những cái thanh tịnh đó đó nó có trong những cái đề mục mà đạt được thiền định đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà vị đó thành tựu được thiền, vì xả thiền, vì nó phản kháng trở lại, thấy được cái thiền này là hữu vi. Bởi thường thường quý vị biết rằng những cái vị mà chứng thiền đó, họ muốn chứng đắc đạo quả đó, thì họ cũng phải xả thiền ra để họ dùng cái tâm thiện hợp trí phản kháng lại. Và cái tâm thiện hợp trí nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tộc để tâm siêu thế sanh khởi nên trở thành vị thánh Tu Đà Quần, hay là thánh Tư Đà Hàm, thánh A Na Hàm, thánh A La Hán. Cho đến khi nào mà trở thành vị A La Hán rồi đó, thì chúng ta thành tựu được cái tuệ giải thoát viên mãn rồi,
Nhưng mà ngược lại, nếu mà vị đó chưa có đạt được cái đạo quả A-la-hán đó, dù là trải qua các cái tầng thánh đạo đó, thì cũng phải dùng cái tâm thiện hợp trí để phản kháng lại những cái gì mình đã chứng đắc và cần phải vượt lên. Đó là cái điểm đặc biệt của người học A-di-đàm. Khi biết được cái tâm thiện hợp trí nó làm việc phản kháng, có nghĩa là suy xét lại những cái gì mình có, dù là cái thiền chứng mình đạt được vô lượng tâm giải thoát hay là từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm giải thoát đó, mà chỉ giải thoát trong cái hạn cuộc thôi chứ chưa phải là giải thoát trên phương diện chấm dứt phiền não. Vị này cũng phải suy xét lại những cái thiền chứng đó, nó cũng là những cái pháp hữu vi do suy tư tác thành thôi, chứ không phải là nó là giải thoát. Mà chỉ khi nào mà giải thoát hoàn toàn hết các phiền não đó mới thật sự là giải thoát. Thì ở điểm này con xin trình bày như vậy. Và khi mà tôn giả Sayutta và tôn giả Makotita quan hỷ tính thọ với nhau, là trao đổi với nhau, là hai vị quan hỷ với nhau như vậy, thì ở trong cái bài kinh Đại Kinh Phương Quảng này đó, thì rất là nhiều cái ý nghĩa mà con trình bày với cái hạn cuộc thời gian. Và con xin chấm dứt cái buổi giảng này. Phần còn lại sẽ là những cái câu thảo luận của Thượng Tọa Nhật Đẳng xuyên qua cái phần trình bày thiếu sót của con để bổ sung cho cái buổi học cái bài kinh này viên mãn. Phước nào phát sanh được kính dâng lên chư Tôn Đức Tăng, chia đến chư quý Phật tử, và xin hồi hướng đến chư Thiên, xin hồi hướng đến tất cả. Và bây giờ thì con xin cúi đầu đảnh lễ quý Ngài, và con xin tịnh Thượng Tọa Nhật Đẳng trở lại để điều học. Sao thú kích trình Thượng Tọa Pháp Đăng mà Thượng Tọa Pháp Đăng Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin kính thưa Thượng Tọa quan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, mà Thượng Tọa Pháp Đăng ở đây đó thì chúng ta thấy rất là đặc biệt là khi mà đề cập đến sự quán chiếu của trí tuệ đó, thì Ngài Mahakotita đã đặc biệt đào sâu vào những vấn đề như là thân hành, khẩu hành, ý hành, thọ hành, kể cả tuổi thọ, kể cả sự sống. Thì những cái khía cạnh như vậy, khi được đề cập đối với tuệ quán, thì Thượng Tọa Pháp Tân nghĩ rằng nó có lợi lạc gì? Nó có mục đích gì đặc biệt đối với người tu tập không? Xin kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Nhật Sang Khai Giá. Người con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Thì theo con thì con nghĩ rằng giữa các vị thánh đệ tử của Đức Phật khi mà đàm luận với nhau, đặc biệt là ở trong cái đoạn kinh này đó, thì con nghĩ rằng khi đề cập đến thân hành, khẩu hành và ý hành hay là thọ hành, thì con nghĩ rằng thí dụ như nói đến thân hành là tầm tướng, vân vân, thì trong cái dịp mà nói đến một cái người mà tu tập thiền đó, cái giai đoạn mà một vị hành giả chứng đạt được, thành tựu được khẩu hành, rồi ý hành, thọ hành, tất cả những cái điều đó, thì con nghĩ rằng đó là giai đoạn của chứng đạt của một cái vị hành giả. Thì chỉ có những cái vị mà thành tựu hay là chứng đạt như vậy thì có thể là trả lời được
một cách rõ ràng và rốt ráo nhất ở trong qua các cái câu hỏi của các vị thánh đàm luận với nhau. Thì theo con nghĩ rằng trong cái đời sống này đó thì nó liên quan đến với hai và tâm. Khi mà thân mình cảm thọ như thế nào, tâm mình nhận thức như thế nào, thì con nghĩ rằng với một cái người hiểu được và biết được trong cái việc mà vận hành của thân khẩu cũng như là ý hành của mình, nói một cách thông thường thì khi mà mình nói ở trên phương diện thiền thì đó là giai đoạn cũng từ ở cái giai đoạn chứng đạt cũng như là ở cái mức độ chứng đạt của các vị thánh. Nhưng mà nói đến thân hành khẩu hành ở trong đời sống hàng ngày đó, thì theo con nghĩ rằng mình nhận thức, mình biết được cái gì là cái thân hành. Ví dụ bây giờ là nói đến cái sự hoạt động của thân, của cơ thể của mình. Một người biết được cái sự hoạt động cái hành động của mình sao, đó nó nghiệp hành động thiện hay hành động bất thiện. Thì cái người tu đó ở trong đời sống hàng ngày mình cũng làm sao mà để biết được những cái điều đó. Bởi vì nếu mà mình không biết thì mình sẽ có những cái sự hành động bất thiện mà mình không hay. Khi mà mình biết được rồi đó, không nhận trực nhận ra được đó, thì cái hành động nó đã ra rồi rồi. Cho nên là có nhiều khi là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện mà mình không hay, không biết. Thì chuyện nó đã rồi. Còn vấn đề khẩu hành cũng vậy. Trong đời sống hàng ngày thì nói năng, suy nghĩ của mình, nói năng của mình, lời nói của mình, sự thật lời nói thì nó cũng là với cái khẩu biểu tri của mình để mà mình nói thôi. Nhưng mà cái lời nói đó nó có thể tác động tạo ra cái nghiệp. Nghiệp đó có thể là nghiệp thiện, nghiệp đó có thể là nghiệp bất thiện. Nếu cái người mà có tu tập, có chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì mình cũng có thể là ghi nhận được cái hành động, cái lời nói của mình. Cái lời nói của mình nó như thế nào, rồi gây đến cái tổn thương, tổn hại cho những chúng hữu tình khác, hay hoặc là tổn hại đến cho cái đời sống tu tập của chính mình. Tức là mình tạo cái khẩu nghiệp bất thiện. Thì như vậy thì chúng ta, nếu mà một người có chánh niệm ghi nhận biết rõ đó, thì mình ngay lúc đó là mình ngăn chặn, mình không cho cái lời nói của mình nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Đó là một trong những cái, con nghĩ rằng một người có kiểm thúc ở trong cái lời nói của mình, một người có kiểm thúc trong cái hành động của mình, thì hoặc là với một người mà có một cái chánh niệm thì cái tâm của mình nó suy nghĩ lệch lạc như thế nào thì mình biết đó. Giống như là nó có một cái suy tầm về dục, về tham, ái, về dục, thì mình cũng biết rõ như vậy để rồi mình không có nghĩ đến những điều đó. Để mình nghĩ đến nhiều đó đó thì tham ái nó sẽ sanh khởi, tham dục nó sẽ phát triển mạnh, cho nên là mình không nên nghĩ, hay là nghĩ đến những cái sự sân hận cũng không nên. Hiểu trong một cái điều gì đó thì Phật pháp đó, tất cả những cái gì đó đều là mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, và đều là những cái điều gì chúng ta cũng không thể cưỡng cầu theo cái ý muốn của mình được hoàn toàn, không như ý muốn của mình được, mà đều là hoàn toàn là đều là do duyên. Tất cả đều là do duyên. Có thể là do duyên để rồi dẫn đến cái sự thành tựu, nhưng mà có do duyên cũng đưa đến cái sự tan rã, không thành tựu. Đó là điều mà chúng ta cần có một cái sự suy gẫm như vậy. Thì theo con nghĩ rằng
Nếu mà ở trong cái nội dung bài kinh này thì giữa các vị thánh, khi mà các ngài trả lời với nhau và câu hỏi, đặt vấn đề để hỏi với nhau đó, về thân hành, khẩu hành và ý hành đó, thì con nghĩ là cái giai đoạn tu chứng ở trong một cái tiến trình, một cái lộ trình tu tập của một vị hành giả trên phương diện hành thiền, thì chỉ có những cái bậc thánh thì các ngài đã trải qua những điều đó, các ngài chứng nghiệm những điều đó, thì các ngài trả lời một cách rõ ràng và thấu đáo, hay là có những sự có những cái sự tinh tế ở trong cái việc mà tu chứng của các vị. Còn nếu mà nói trong đời sống hàng ngày, thân hành, khẩu hành và hí hành á, thì con nghĩ rằng một người tu tập, nếu mà mình có cái sự nhận thức được qua cái đời sống trau dồi hàng ngày bằng cái sự chánh niệm của chính mình, thì mọi cái hành động của mình cũng phải biết rõ được là nó có lợi có hại ra sao, rồi nó có cái sự đau khổ hay là an lạc, thì chúng ta cũng phải biết rõ những cái điều đó. Rồi lời nói cũng vậy, khẩu hành là cái lời nói của mình có đem đến tổn thương, tổn hại đến những chúng sinh khác, hay là làm cho tổn hại cho chính mình thì cũng không nên. Và vì vậy cho nên là cái lời nói cũng cần có phải cái kiểm thúc được. Cái ý hành cũng vậy, tức là cái suy nghĩ của mình, nghĩ gì mà nó lệch lạc, nó làm cho cái tâm của mình hướng đến dục, hướng đến phiền não, hướng đến sân hận, hướng đến não hại thì không nên. Mà mình cần phải lái cái tâm của mình nghĩ về một việc khác, đó là một cái đề mục tu tập của chính mình, hay là nghĩ đến những cái điều thiện như nào đó, để rồi có một cái gọi là khéo tác ý ở trong đó, để thiện pháp sanh khởi. Có nghĩa là mình không để cho cái tâm mình suy nghĩ đến dục, hay là suy nghĩ đến tham, hay là suy nghĩ đến hận hoặc là hại. Thì như vậy đó, lâu ngày chạy tháng là sẽ làm cho cái nội tâm của mình bị cấu quế, và làm cho cái nội tâm của mình bị lui sụp ở trong cái đời sống tu tập. Vì vậy cho nên là cái việc mà theo dõi biết được do cái sự chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận biết rõ được những cái hành vi của mình, cái hành vi do lời nói, do hành động, do cái đời sống hàng ngày của mình, thì có là mình sẽ có một phần nào đó mình kiểm thúc được cái hành vi của mình. Như vậy nó cũng là một trong những cái cách tu mà con nghĩ rằng cần phải trau dồi rất là nhiều. Để qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có một cái cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sa thú kính Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy mà có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền nghe được thì Thượng Tọa có thể trả lời cho cô thôi số 2. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tư Quyền có trước máy mà có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tư Quyền không nghe được. Đại Đức Pháp Chánh ơi, Đại Đức Pháp Chánh có nghe được không? Nếu được kiến thức vấn đề học tính, trả lời cho câu số 2. Để lúc lên tính, thường thường khi chúng ta nghĩ đến sự sống, ít có ai nghĩ đến cái chất ấm hay là cơ thể hơi ấm trong thân. Nhưng mà theo lúc kinh thì một vị sống ở trong cõi người, ngay cả lúc nhập diệt thọ tưởng định không có tâm nữa, thì cái hơi ấm của trong thân vẫn còn. Thì Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính thì giải thích là cái sự liên hệ giữa cái gọi là sự sống và hơi ấm được hiểu theo Phật học như thế nào? Cái tỉnh để được phân tích. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đản. Thượng
Trung tâm Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên thì đối với cái thọ mạng và chất ấm của cái cơ thể con người thì thật sự ra là luôn luôn nếu mà đối với một cái chúng sanh mà còn cái sự sống thì còn cái sự thọ mạng, cái sự sống thì cái chất ấm ở trong cái cơ thể con người nó vẫn còn, nó vẫn còn, không thể nào mà nó mất đi được hết. Nhưng mà ở đây thì nếu mà nói rằng một người mà nhập diệt thọ tưởng định thì lúc bấy giờ cái chất ấm nó trong cơ thể nó sẽ như thế nào? Lúc này một cái vị hành giả khi mà nhập diệt thọ tưởng định, cái hơi ấm hoặc là ngay cả cái tâm thức của cái vị đó vẫn còn, vẫn còn, nhưng mà lúc bấy giờ nó sẽ vi tế, nó rất là vi tế, có nghĩa là lúc đó do cái tâm, cái tâm cái vị đó đã an trú vào ở trong cái đề mục thiền, coi như là cái sự định tâm của cái bản, giống như là bây giờ mình nói như là nó chìm sâu, nó chìm sâu ở trong cái nghiêm tá kiến chứng thiền, thành ra đó lúc đó người ta nghĩ rằng cái vị đó giống như chết, mà nói về đã chất nhóm lên để đốt một cái vị sa môn, mà đó là một cái vị Phật độc giác, thì tại sao mà người ta đốt như vậy? Tại vì người ta tưởng rằng là cái vị đó chết rồi, cái vị nó chết. Thưa Phật tử, Đại Đức Phật Tính đang bị gián đoạn đường truyền, có lẽ Đại Đức Phật Tính sẽ trở lại ở trong giây lát. Trong khi chờ đợi Đại Đức Phật Tính vào thì chúng tôi xin được thưa rằng ở đây đặc biệt là trong câu hỏi của Ngài Mahakotita và câu trả lời của Tôn giả Sa Lợi Phất đã nhắc đi nhắc lại là nghiệp lực, thọ mạng và hơi ấm của chúng ta nó có một cái liên hệ mật thiết với nhau. Như chúng ta đều biết rằng một khi mà hơi thở, một khi mà thân thể không chất ấm thì thưa quý vị, máu huyết không lưu thông, nghĩa là tim không đập và não bộ không hoạt động nữa, thì lúc bây giờ cái nhiệt chết, cái nhiệt chết. Do vậy một trong những cái điểm mà chúng ta thường nói đến là ngay cả khi mà tim ngừng đập hay là tim đập rất là nhẹ, hơi thở rất là nhẹ trong một giây phút nào đó, đó thì dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn còn có sự sống. Nhưng một khi mà đã chết đi rồi, chúng tôi cũng có một vài lần đụng chạm đến xác chết, như là khi thân phụ chúng tôi mất hay là khi Ngài Hòa Thượng Hồ Giác mất. Và cũng có những người mà một vài vị thầy mất mà lúc chúng tôi đang nắm bàn tay đó, thì rõ ràng là cái sự chấm dứt của sự sống nó gắn liền với cái sự chấm dứt của chất ấm trong thân. Và những lúc đó chúng ta mới rất là thấm thía thấy được rằng cuộc sống này đó nó rất là phù du, chúng ta rất là mỏng manh.
mình hàng ngày mình hay cảm thấy tự hào, tự xưng là mình là ông này, bà kia, là địa vị này, địa vị khác, sự nghiệp này, sự nghiệp khác. Nhưng mà thật ra không thở nữa thì cũng chết, mà hơi ấm trong cơ thể không còn cũng chết, tim ngừng đập cũng chết, não bộ ngừng hoạt động cũng chết. Đôi khi cái gọi là sự sống nó rất là phù du, nó rất là mỏng manh. Khi mà chúng ta nhìn vào điểm đó thì chúng mới thấy rằng tại sao là vô ngã. Tại vì có ai trong chúng ta mà có thể kiểm soát được chất ấm, kiểm soát được hơi thở? Cách đây mấy hôm chúng tôi có nói chuyện với một bác sĩ về vị này có phòng mạch và chữa bệnh COVID. Thì khi nghe bác sĩ nói chuyện thì chúng ta mới thấy rõ ràng một điều là nếu mà những vị như bác sĩ mà được hướng vào cái sự tu tập, vào sự tu tập một chút, về thiền quán một chút, là rất là dễ nhận cái tính cách là phù du, là giả hợp của thân này. Chúng tôi phải nhìn nhận là đôi khi cảm thấy rất là tiếc là một số các bác sĩ thì lại được lại bị lôi cuốn bởi những người mà tu, mà chúng tôi nghĩ là đôi khi tu không có đúng cách hết. Như tu về sức khổ, tu về cái này cái khác. Và ở tại các quốc gia Phật giáo, đặc biệt là Miến Điện, những vị bác sĩ mà khi mà tu tập từ thiền quán thì những vị này rất là dễ dàng nhận ra cái gọi là vô thường, khổ vô ngã của cuộc sống. Tại cuộc sống của chúng ta thật ra nó mỏng manh lắm, nó phù du lắm, nó không có vĩ đại, nó không có mạnh mẽ giống như chúng ta nghĩ đâu. Mà nó là đúng là một cái gì rất là giả hợp lắm. Đại thúc tính xin đại pháp tính đã vào đại thúc tính Quan Hỷ trở lại, cái tính đại pháp tính trở lại, nãy giờ không thấy đại pháp tính rồi tiếp lời, xin tính đại đức pháp tính. Ngọn ghê, từ hồi lúc thượng tọa pháp đàn giảng tới phần thảo luận, chúng tôi nói tiếp về đối với cái giữa thọ mạng và cái chất ấm của cơ thể con người. Hoặc là đối với trong cái trường hợp này, một vị hành giả khi mà nhập thọ tưởng định đó, thì cái vị đó vẫn còn cái sự sống, vẫn còn cái sự sống, nhưng mà tại sao cái vị đó lúc đó không hay biết những gì, không hay biết gì ở bên ngoài? Do có nghĩa là lúc đó cái vị này đã an trú sâu ở trong thiền rồi, diệt thọ tưởng định, có nghĩa là đối với cái tâm hành của vị ấy lúc bấy giờ coi như là tạm ngừng hoạt động, tạm động ra đó. Diệt thọ tưởng định là có nghĩa là lúc đó những cái tâm thức, những cái cảm thọ hoặc là những cái sự hoạt động của tâm, cái vị này tạm thời nó ngưng hoạt động. Mà nó ngưng hoạt động ở trong cái trường hợp này là không phải giống như là một người bị xỉu, không phải là giống như một người mà nằm bất tỉnh, mà do tâm của vị đó đã chuyên sâu, có nghĩa là chìm sâu vào ở trong cái niết bàn, cái đề mục, cái ấn tướng của thiền. Thành ra đó, lúc bấy giờ cái vị đó không có cái sự chú ý gì bên ngoài, không có sự chú ý gì bên ngoài. Thành ra quý vị thấy rằng những vị mà nhập diệt thọ tưởng định đó, thường thường có những cái chú nguyện rằng là nếu mà khi mà chư tăng mà cần thì mình sẽ xả thiền, hoặc là sẽ chú nguyện cái vị đó nhập diệt thọ tưởng định trong vòng bao nhiêu lâu. Thành ra đó, lúc đó quý vị thấy rằng khi mà chú nguyện rồi nhập vào thiền diệt thọ tưởng định rồi, thì coi như là tâm của vị đó không còn có, cũng như là hướng ra ở bên ngoài,
Thành ra lúc đó, có nhiều người thì người ta nghĩ rằng là giống như là chết vậy, giống như là chết, nhưng mà thật sự ra không phải, là do cái tâm của cái vị đó lúc bấy giờ là đã chìm sâu vào cái niết bàn, có nghĩa là cái ấn tướng của thiền. Thành ra đó, chúng ta nhìn giống như là một người, giống như là một cái khúc gỗ, chứ không phải là, rồi lúc đó chúng ta thấy nghĩ rằng là cái người đó, không có cái sự hoạt động, rồi chúng ta tưởng là chết đó. Vậy thì ở đây đó, giữa cái thọ mạng và cái chất ấm ở trong cái cơ thể của con người đó, thì nếu mà ở trong lúc bình thường thì nó luôn luôn có cái sự mà song hành với nhau, song hành với nhau, có cái sự mà hoạt động, thí dụ như thọ mạng của mình còn thì chất ấm của mình ở trong người nó cũng còn, hoặc là cái chất ấm trong người mình nó còn thì thọ nó cũng vẫn còn. Nhưng mà nếu mà đem sao ra với diệt thọ tưởng định thì trong cái trường hợp này khác, là do cái vị đó an trú ở trong cái ấn tướng của thiền, nên cái tâm đã chìm sâu vào trong cái định của cái sự an trú của cái tầng thiền mà diệt thọ tưởng định đó. Thành ra nó có hai sự khác nhau là như vậy. Còn đối với người mà không còn cái chất ấm hoặc là không còn thỏa mãn thì lúc đó là coi như là hoàn toàn tâm của cái vị đó không có còn cái sự hoạt động nữa, có nghĩa là nó chấm dứt sự hoạt động đó rồi. Thành ra hoặc là chấm dứt cái sự biết đó, thành ra lúc đó chúng ta gọi là không còn thỏa mãn hoặc là không còn cái chất ấm, có nghĩa là chết, có nghĩa là đã qua đời, đã tử rồi. Còn đối với cái vị mà nhập thọ tưởng định thì trong cái trường hợp nó khác, thân của quý vị đó không có bị ảnh hưởng gì hết, dù cho lửa cháy hoặc là sét đánh như thế nào, cái vị đó cũng không có một cái sự mà lay chuyển do những cái quại vật gì ở ngoài, những cái gì ở bên ngoài nó tác động vào thì không ảnh hưởng đến tâm của cái vị đó. Thì đây là hai cái sự khác biệt nhau giữa thọ mạng chặt ấm nói chung và đối với một vị mà nhập diệt thọ tưởng định. Bây giờ thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sinh trường đại sư Phật Tính. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa học đăng, trường tòa có nghe được không? Dường như trường tòa học đăng không có ở trước máy. Và trường tòa tư quyền ấy, trường tòa có ở trước máy không? Nếu trường tòa tư quyền nghe được, xin trường tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Trường tòa tư quyền, chúng ta trong bài kinh trước có nói đến sống bắt đầu từ ba cái sự kết hợp của ba cái thành tố, đó là sự gặp gỡ giữa tinh trùng và nõn châu, tức của nam và nữ, rồi người phụ nữ, đối thứ hai là phụ nữ trong thời kỳ có thể thọ thai, và điều thứ ba là có hương ấm được kiểu là thức tái sanh. Thì hôm nay chúng ta có một câu nói về sự chấm dứt của mạng sống, đó là tuổi thọ, hơi ấm và thức. Thì như vậy cả hai cái sự bắt đầu và kết thúc đều cộng đến thức, thì thức đó được hiểu thức gì, và cái thức mà chấm dứt cuộc sống có giống như cái thức khởi đầu cuộc sống không? Cái thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải rõ về điểm này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai. Chỉ như thôi để chúng được nghe rõ không? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên một cái tâm tục sinh và cái tâm tử thì hai cái nó khác nhau, nhưng nó phải nói nó gần kề một chút xíu thôi.
nó chỉ thay đổi thôi. Chúng ta nói thay đổi là tâm tục sinh và tâm tử. Thì tâm tử cuối cùng này thì chấm dứt, thì nó tạo ra một cái quy trình tâm mới nữa, thì nó là một dòng tâm, chỉ một dòng tâm. Thì chúng ta nói chết bởi vì chúng ta cho cái mạng sống này, chúng ta gọi là hồn lìa khỏi xác, hay là danh nó lìa khỏi xác, thì chúng ta cho nó là chết. Thì chết bằng cách tức là không còn cái trú ngụ nơi xác nữa. Nhưng điều sự thật ra là hỏi nó có đồng nhất không, cái tâm nó khác nhau. Bởi vì cái dòng tâm sanh khởi mà do nghiệp thức, do coi như là chúng ta nhớ là phá quát, tức là do cái nghiệp đó, nó do cái dẫn đi cái sanh thú, và sau đó nó gặp sanh hữu nghiệp hữu. Cái sanh hữu nghiệp hữu này hết sức là lớn, hết sức là quan trọng ở trong quá trình của tất cả chúng ta. Và khi đó nó, thí dụ bây giờ ngay khi chúng ta chết bằng cái tâm bất thiện, bằng cái tâm bất thiện, thì lộ tâm của chúng ta chính là lộ tâm bất thiện. Thì tâm động tốc hay là tâm bất thiện cuối cùng chết ngay lúc nào, ngay nơi nào, thì nó hiện khởi ngay nơi đó. Thì cái sinh thú đưa đến cái sinh thú cõi ác. Còn nếu như chúng ta chết trong cái tâm an tịnh, trong cái tâm có niệm, có định, có tỉnh giác, có kiểm soát, thì kính thưa quý vị, đó là chúng ta chắc chúng ta không bị rơi vào cái khổ cảnh mà phải rơi về nhàn cảnh. Thì bao nhiêu đó thôi. Còn cái tâm mà tâm tục sinh, ngay khi đó thì nó tới tục sinh trở lại. Nó tục sinh trở lại thì tâm sinh, thì tử cái tâm nào thì tục sinh cái tâm gọi là cái tâm theo cái sinh thú của tâm đó. Chúng ta nhớ như vậy. Còn hầu như chứ thí dụ như về cái cảnh đau khổ thì cũng là dòng tâm đau khổ, có phải không? Cũng chưa chắc. Bởi vì ngay khi đó nó hội đủ. Nhiều khi đó cái chúng ta sanh về cái cõi cõi vui đi, là cõi người, cõi trời, vân vân, thì cái dòng tầm dòng cái lộ sanh, cái lộ mà dòng tâm tái tục á, thì nó bất cảnh tái tục cho chúng ta là ở cái cõi vui. Còn nếu như mà cái dòng tâm cuối cùng, cái dòng tâm mà cận tử hoặc là tử, thì nó bất cảnh coi như là địa ngục, hay bất cảnh đối khác là làm ngạ quỷ, bất cảnh coi như là khủng khiếp, sợ hãi và khiếp sợ, vân vân, thì nó nhiều cái lắm. Một cái dữ dằn thành Atula hay là lửa, chúng ta thấy lửa nó bốc cháy, nó quá nhiều, thì đó chính là dẫn chúng ta về địa ngục. Thì có những cái, có những cái hiện tượng nó như vậy. Nhưng cuối cùng thì tâm tử nó xuất hiện, thì lập tức nó đào, nó ra một cái tâm mới, nó là khác, quy trình tâm nó khác. Nhưng điều cũng là cái tâm hậu kiếp vừa qua, coi như chúng ta gọi là tâm hữu phần. Nhưng tâm hữu phần này nó cũng là trực thuộc nơi động tốc, động lực. Thì chúng ta phải nhớ rằng là một cái kiếp sống của con người nó là quý giá. Để chúng ta chọn một cái cảnh tái sinh nó chúng ta tốt hay là không tốt, là do chính chúng ta tự chọn cho mình một cái cảnh giới tái sinh ở trong kiếp tương lai là như thế. Thì kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sau khi kính trưng cho tôi tuyệt quyền, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa đó là ở trong Thắng Pháp Áp Tâm nói rất rõ là mình tục sinh bằng tâm nào thì hậu kiếp hay là chân thức bằng tâm đó, và hậu kiếp tâm nào thì tử bằng tâm đó. Đó là một thứ tâm, một thứ tâm bắt đầu của kiếp sống gọi là thức tái sanh, và tâm tục sinh tức là bắt đầu cái sống, và cái tâm sát na cuối cùng gọi là tâm tử. Mình chung một thứ tâm thôi, nhưng mà bắt đầu gọi là tâm tục sinh, cuối gọi là tâm tử. Nhưng một thứ tâm, nhưng mà không phải là một cái tâm, không có một linh hồn trường cửu, mà đó là một dòng diễn tiến liên tục của nhiều sát na kế tiếp lẫn nhau. Nên chúng ta cần lưu ý về chuyện này.
Bây giờ thì Bạch Thị Tòa Pháp Thân Thường Tòa có nghe được không? Nếu Thị Tòa Pháp Thân còn ở trước máy, xin Thị Tòa khoan hỷ trở lại trả lời cho câu thơ lục số 4. Một lần nữa xin hỏi Thị Tòa Pháp Thân Thường Tòa có nghe được không? Ồ, dạ, Thị Tòa Pháp Thân Thị Tòa Pháp Thân Thị Tòa có nghe được không? Nếu Thị Tòa Pháp Thân nghe được, kính thỉnh Thị Tòa hoàn hỷ trả lời cho câu thơ lục số 4. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe? Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Đăng ở trong bài kinh này có một đoạn mà đặc biệt đề cập đến sự giải thoát của tứ thiền, tứ thiền theo kinh giảng, và ngũ thiền ở trong Thắng Pháp Tạng, đó là trạng thái rất gồm có xả và định, và trạng thái này được gọi là tâm giải thoát. Dạ. Thì sự mô tả đó là một trạng thái xả lạc, xả khổ, diệt hữu y, diệt hữu yêu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì trạng thái này gọi là tâm giải thoát. Tại sao trạng thái này gọi là tâm giải thoát và đã đủ chưa để gọi là giải thoát? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trở lại. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu số 4 đó thì mình hiểu rằng giải thoát á, ví dụ mình dính bận cái gì, mình bỏ được cái đó thì gọi là giải thoát. Mình bỏ cái đó rồi mình không có dính mắc cái đó nữa. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa giải thoát nó ở cái phía phương diện này. Tại vì cái phương diện mà giải thoát mà gọi là một cái cách cao cấp nhất á, là tâm đạo quả giải thoát phiền não. Nhưng mà những cái tâm mà nó thấp hơn á, là những cái tâm thiền á, nó giải thoát là ví dụ như là một cái người chứng thiền á, thì chứng sơ thiền họ giải thoát ra các cái cảnh sắc thinh khí vị xúc, những cái cảnh dục đó họ không có ưa thích nữa, thì mình gọi ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Có nghĩa là bởi chúng ta thấy rằng những cái tâm nhãn thức nhĩ thức á, hay là những cái tâm dục giới đó, thì chúng ta biết rằng nó là bắt cái cảnh dục. Những cái tâm sắc giới á, là cái tâm đáo đại á, nó bắt những cảnh thiền. Thì khi mà ra khỏi cảnh dục á, thì chúng ta hiểu rằng bởi vì ở trong cái lộ chứng thiền á, nó có cái sát na gọi là chuyển tộc á. Là chuyển tộc nghĩa là từ một cái người phàm không có chứng thiền trở thành cái người chứng được sơ thiền, là mình gọi là chuyển từ cái thấp lên cái cao. Nó ý nghĩa là giải thoát là như vậy. Còn cái giải thoát cao nhất á, là giải thoát phiền não, giải thoát á, là nó cao hơn. Bởi vì trong cái bộ Patthisamvita Magga cũng có nói đến tâm giải thoát và câu phần giải thoát đó. Giải thoát nó có hai cái loại tâm giải thoát, là tâm giải thoát là giải thoát khỏi, ví dụ như mình thấy rằng một người chứng được sơ thiền đó, thì cái chi hỷ nó đè được cái sân độc cái, giống như là cái tảng đá nó có cái năng lực để đè cỏ nó không lên, thì cỏ nó không lên đó, do cái tảng đá đè, nên mình có thể hiểu rằng nó không thể nào cỏ nó lên được ở trên tảng đá. Cũng như cái chi hỷ nó đè được cái sân độc cái thì ra khỏi cái sự sân hận, hay là cái chi định nó ra khỏi cái tham dục cái, vì cái chi định nó không có bị cuốn hút trong các dục lạc, nên mình hiểu cái chi định đó là nó đè được cái tham dục cái. Còn cái chi lạc nó đè được cái trảo hối cái, nghĩa là một người mà họ chứng thiền đó, là cái tâm của họ nó có thể nhập thiền được bất định số trong cái thời gian 1-2 ngày. Nó không như là cái người chưa chứng thiền thì cái tâm phóng túng phan duyên từ cảnh này qua cảnh kia,
Nhưng mà cái người chứng thiền á, thì mình gọi là cái sát na chuyển chuyển tộc á, từ một cái phàm tộc thành thánh tộc, một cái người ở cái tầng thấp mà lên cái tầng cao, mình gọi là cái người chứng thiền mới xài được tâm thiền, mình gọi là người mà xài tâm á. Thì ví dụ chúng ta thấy người khổ họ xài 2-7 thứ tâm thôi, họ không có xài được những cái tâm thiền này kia nọ, nhưng mà cái người tam nhân á, thì có thể chứng thiền, họ xài được những cái tâm thiền. Thì muốn nói đến như vậy đó, thì chúng ta thấy là một cái người mà xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đó, là họ vượt qua được những cái khổ lạc mà do cái những cái sự mà mình thấy, ví dụ như lạc mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng, mình ăn uống, hay là mình được những cái sự dễ chịu trong đó, thì những vị này vượt lên hơn cái đó nữa. Có nghĩa là vị này có một cái định kiên cố trong cái sự tu tập chứng thiền, nên mình mới gọi là giải thoát, gọi là tâm giải thoát như vậy. Chứ còn một cái người mà họ chưa có vượt qua được đó, thì mình đâu có thể nào nói rằng vì nó bỏ được cái đó. Bởi vì cái người mà giống như người mà lên nhị thiền đó, thì họ bỏ tầm, mình là giải thoát khỏi tầm cũng được. Có nghĩa là tâm họ không có còn cái chi tầm nữa. Trong cái nhị thiền đó, tam thiền nó bỏ tầm tứ, hay là nói tam tăng thì là kinh bỏ tầm tứ hỷ. Còn ngũ thiền thì xá niệm thanh tịnh thì bỏ lạc luôn. Như vậy còn xả niệm thanh tịnh thôi. Thì ý nghĩa đó nó giống như bây giờ chúng ta nói, ví dụ như mình nói đường á, ta bỏ bớt nước ra, ta thắng bằng cách là thắng nước mía nó đặc thành đường, thì nó bỏ rất là nhiều nước, nhưng mà cái cách bỏ của nó là một cái cách bỏ bằng cái sự nung nấu để loại nước nó bốc hơi lên rồi cái chất đường nó đóng lại. Thì một cái người họ chứng thiền đó, họ bỏ cái hỷ lạc, cái hỷ lạc. Ví dụ chúng ta thấy rằng diệt hỷ đó, thì chúng ta hiểu cái chi định nó diệt được cái tham dục cái chi hỷ nó diệt được cái sân độc cái, thì những cái người mà họ diệt được một phần nào, họ diệt cái nào đó thì mình gọi là họ thanh tịnh, hay là họ giải thoát ra khỏi cái đó, thì mình gọi là giải thoát. Thành ra cái giải thoát nó có cái nghĩa hạn lượng hoặc cái nghĩa không hạn lượng. Cái nghĩa hạn lượng là muốn nói đến những cái tâm thiền ấy, là cái hạn lượng, cái giải thoát hạn lượng, có nghĩa là do cái sự chứng được thiền. Ví dụ giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không có chứng được sơ thiền đó, thì chúng ta không có thể nào mà nhập thiền ngồi yên được một ngày hai ngày. Nhưng mà cái người họ chứng được sơ thiền á, họ có thể ngồi yên được một hai ngày như vậy. Còn trong khi chúng ta ngồi, chúng ta bị buồn vì cái cảnh sắc, hay là tai không nghe được cái âm thanh của những cái băng nhạc, hay những cái cuồng phim, hay là những cái chuyện hội ngộ nói chuyện, mình thấy mình buồn bực. Nếu mình ngồi yên mình buồn bực. Nên thường thường quý vị thấy những người nào họ giải thoát đó, nó khác với những người không giải thoát. Ví dụ một cái người mà họ chứng được thiền đó, họ ngồi yên một mình ở trong phòng mà không thấy buồn bực. Nhưng mà nếu một người mà không có chứng được thiền đó, mình thấy họ rất là khổ cực quý vị. Quý vị thấy cũng như cái mùa Covid đó, người nào họ biết sống một mình đó, thì họ thấy cái sự mà cấm một tháng, hai tháng cách ly đó, họ, đối với họ không có lợi gì hết. Họ thấy là có thời gian để trui rèn thêm cái sống một mình an tịnh hơn nữa thôi. Nhưng mà những người mà họ quen tụ tập, quen ăn nhậu, quen đi ngắm nghía, quen đi nghe nhạc, nghe hát, là bây giờ cấm họ đó, họ khổ kinh khủng lắm. Thì cái khổ đó do cái hỷ lạc đó. Một cái người mà họ không có hỷ lạc đó, thì họ tập xả ly được, thì sống một mình được, nên họ không thấy cái buồn bực, không thấy khổ sở gì. Nhưng mà những người kia rất là khổ sở. Thì chúng ta cũng có thể hiểu như vậy đó. Chúng ta hiểu tại sao cái người này không chịu nổi sự cách ly, vì người này không có tập sống một mình, hay là không có chánh niệm, mình gọi chung như vậy. Nên người này sống cuốn hút theo mắt với cảnh sắc, tai cảnh thinh, bây giờ cấm cố như vậy đó, là họ đối với họ là cực hình, họ khổ sở, họ bị stress, họ bị điên khùng, họ bị thần kinh đó, tùm lum á. Nhưng mà những người mà họ biết sống một mình, họ có chánh niệm đó, thì cái việc mà cách ly đối với họ là không phải là gì hết.
họ chỉ thật giống như là họ thấy quan hỷ thôi. Mình không có thời gian, mình ngồi mình tu nhiều, bây giờ người ta cấm hết, mình không có đi làm gì hết, mình ngồi mình tu nhiều một chút xíu rồi thôi. Nên chúng ta thấy những cái người sống như vậy đó là họ không có sợ cái sự buồn bực hay là khó chịu khi mà không có được tụ họp này kia nọ. Những người họ quen tụ họp rồi đó, mà cấm họ không tụ họp mà khổ sở, thì cái người giải thoát chúng ta có thể hiểu như là người đó họ khỏi hơn cái người kia. Người kia không có thì họ chịu không nổi. Cái điều này nó cũng có thể thí dụ như vậy nè. Ngày nào quý vị mà quý vị sống điện thoại quen rồi, cái laptop quen rồi, mà ngày đó quý vị 5-10 ngày quý vị không có cái điện thoại mà không có cái laptop mà quý vị không thấy khổ đó, thì quý vị có thể xả khổ xả lạc được rồi đó. Nhiều khi cái điện thoại hay cái iPad nó cũng làm cho quý vị vui, có những cái niềm vui, những cái sự an lạc ở trong cái coi đó. Nhưng mà nếu không có thì mình khổ kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình không có mà mình không có khổ đó, thì cũng tạm thời quý vị hiểu được đó cũng gọi là giải thoát. Giải thoát là ý nghĩa là cái gì ràng buộc mình không bị ràng buộc, mình gọi là giải thoát. Thì cái thiền nó giải thoát được những cái khổ lạc á. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà họ không chứng thiền, họ ngồi đó thì họ bị trạo hối nè, bị hôn trầm nè, họ bị buồn ngủ đó, gục gặt như vậy đó. Họ bị trạo hối nè, là họ bị phóng tâm nè, họ bị khó chịu, bực bội nè, họ tham muốn mà bây giờ họ bị khó chịu đó. Nhưng mà những người họ giải thoát á, thì tạm thời chúng ta hiểu rằng họ ngồi họ tu một ngày hay hai ngày đó, đối với họ không có gì là buồn bực, không có gì là khó chịu hết. Nhưng mà đối với người khác thì nó không có được như vậy. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa giải thoát của tầng thấp mà người thiền á, người chứng thiền á, với người không chứng thiền cũng giống như vậy đó. Người chứng thiền đó thì họ sống một mình suốt thời gian vậy họ cũng không sao hết. Nhưng mà những người không chứng thiền á, thì họ bị khổ lạc do những cái vật chất, do vay mượn từ những cái iPad điện thoại đó, làm cho họ thấy vui, thấy sống được như vậy, nhưng mà không có cái đó là không chịu nổi. Thì ý nghĩa đó là một phần chúng ta có thể hiểu như vậy. Nên cái người mà họ chứng thiền thứ tư đó, là họ xả khổ xả lạc đó, liên hệ đến những cái gì mà nó thấp. Bởi chúng ta thấy một cái người chứng sơ thiền đó, thì họ có tâm, họ tầm dán tâm vô cái đối tượng đó. Nhưng bây giờ họ không cần, họ bỏ tầm là không cần dán tâm, bỏ tầm bỏ tướng họ thuần thục đó. Cũng giống như bây giờ mình biết chạy xe đạp đó, thì mình mừng lắm. Nhưng mà cái mừng đó nó cũng còn là vui mừng ở trong cái chạy xe đạp. Nhưng mà khi mà mình thuần thục rồi đó, mình thấy ồ có xe đạp mình đi thì cũng không có gì, cũng bình thường thôi, cũng bình thường thôi chứ không có gì. Và không có nó cũng bình thường thôi, nó không có gì. Thành ra cái người mà họ mê chiếc xe đạp đó, thì phải có xe đạp mới được. Còn cái người mà họ giải thoát đó, nghĩa là có họ đi, không có họ cũng không cần, chứ họ cũng không có buồn bực khó chịu gì. Nên nhiều khi quý vị thấy có những cái mà nó mình thử ra, ví dụ mình thường xài cái điện thoại, mình không có điện thoại đó, bữa đó không có mạng đó, mình thấy mình cũng dễ chịu đó, thì mình tạm thời mình cũng được an vui. Còn nếu mà bữa nào mà không có điện thoại, mình thấy giống như bị cục chân, cục cẳng, cục tay, cục gì đó, thì mình coi như là khổ sở như vậy đó, là không có hiểu là cái nghĩa là chưa, tâm mình chưa được giải thoát những cái ràng buộc đó, nó có thể hiểu như vậy. Ở trong cái câu này thì con xin chia sẻ như vậy, không biết có hết ý thượng tọa không, nếu còn gì thỉnh thượng tọa nói thêm thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thú kính thưa thượng tọa Pháp Đồng, và chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, xin được dành một vài phút ở sau cùng của chương trình ngày hôm nay để giải thích về bốn cái trạng thái mà chúng ta được gọi là bốn trạng thái giải thoát đề cập đến trong bài kinh này. Đó là vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát. Vô lượng tâm giải thoát là khi một hành giả tu tập từ bi hỷ xả, ban đầu thì sự
thân thiện hòa ái, hay là sự cảm thông bi mẫn, hoặc là sự tùy hỷ vui theo, hoặc là sự an nhiên bình đạm trước đối với tất cả chúng sanh đó. Nó chỉ đối với chúng sanh gần rồi xa, rồi thô rồi tế, rồi người thân người không thân, rồi người thù nghịch, vân vân. Nhưng mà trong một cái nhìn khác của Phật học đó, thì chúng ta càng vượt qua những cái rào cản, thì điều đó có nghĩa là chúng ta giải thoát, giải thoát hoàn toàn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình sống ở trong một ngôi chùa, hay là sống ở trong một đoàn thể mà mình thấy tất cả mọi người như nhau, cho dù có dị biệt hay không dị biệt, như quý vị vào trong đạo tràng này, có người xuất gia, tại gia, có những Phật tử thường có ý kiến và những Phật tử thường im lặng, có người này kia, nhưng mà chúng ta xem tất cả mọi người như nhau, thì cái tâm của chúng ta nó được giải thoát, nó khỏi những cái hạn cột, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình vào ra nhẹ nhàng. Đó là một cái trạng thái gọi là vô lượng tâm giải thoát. Rồi chúng ta cũng thấy hình dung một phần giữa cái vô sở hữu tâm giải thoát. Ví dụ như chúng tôi có một lần chạy ngang một cái công trình là một khách sạn Shamrock. Ở trong khách sạn Shamrock, người ta vì thế khó khăn, thật ra người ta phải đập bỏ cái đó. Và khi họ đập bỏ đó, chúng tôi có thể thấy rằng có một số những cái vật mà còn rất tốt mà họ vẫn lấy xe ủi, họ cào, họ đập bỏ. Nhưng mà bởi vì sao? Nếu mà đó là công trình của mình bỏ tiền ra đó, thì mình chắc là tìm cách tháo gỡ những cái thứ ra, hay lấy đi những cái gì đó. Nhưng ở đây người ta không cần. Nhưng mà chúng ta chạy qua thấy thản nhiên thôi. Tại vì sao vậy? Cái đó nó phải là của mình. Cái đó không phải là cái của ta. Thành ra mình khi mà đạt đến cái trạng thái của một vị tu thiền vô sắc, là thân cũng không, tâm cũng không, tâm cũng không, cảnh cũng không, gọi là vô sở hữu rồi, thì đó là một trạng thái giải thoát. Dĩ nhiên là thấp hơn phi tưởng, phi tưởng. Phi tưởng, phi tưởng là một trạng thái đề cập sau này, đề cập khác, nhưng mà vô sở hữu sẽ được xem là một tình trạng là không có chấp thủ cái của tôi đối với tâm và đối với cảnh. Nó cũng là một phần. Và thưa quý vị, cái vô tướng tâm, sợ cái không tâm giải thoát. Không tâm giải thoát, chúng ta tạm hiểu như vậy là ở trong một căn nhà mà đôi khi một lúc nào đó, một cái thời gian nào đó mà chúng ta phải sơn sửa lại. Và khi để sơn sửa thì mình phải đem tất cả đồ ra, mình sơn xong cái phòng mình nó trống rỗng, nó rỗng rang, lúc mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Và cảm thấy hạnh phúc, con người chúng ta thường hạnh phúc khi mình có, mình có cái này, có cái kia. Nhưng rồi một lúc nào đó mình đặt mình ở trong một cái cương vị mà cảm nhận cái hạnh phúc của cái rỗng rang, cũng như một căn phòng mà không có đó, hạnh phúc. Chúng tôi nhớ là có quen với một vài Phật tử mà họ có cái đặc biệt là ở trong nhà họ không thích nhiều đồ, và do đó họ không thích mua bàn ghế, họ ngay cả có bàn ghế đắt tiền họ cũng cho, họ thích cái sự trống rỗng. Và khi bước vào trong nhà rất là thoáng, thành ra mình đừng tưởng rằng chỉ có cái hạnh phúc của cái có đó mới hạnh phúc đâu. Đặc biệt cái tâm rỗng rang mới hạnh phúc. Quý vị thấy rằng con người chúng ta thường tìm cái này để vui, tìm cái nọ để hào hứng, nhưng với một người tu tập đến lúc nào đó cái tâm không có bị chi phối, không mắc, thì cái tâm tâm không đó là một sự giải thoát, là một hạnh phúc. Khi mà gọi là giải thoát có nghĩa là mình không cần phải cố gắng, mình không cần phải chống chế, mà nó vẫn bị dẫn, nó vẫn giữ được cái trạng thái rộng ra. Thì cái đó chúng ta nói rằng xuất nhập thực tại vào trạng thái tâm không rộng ra. Và chúng ta nói đến vô tướng tâm giải thoát. Vô tướng tâm giải thoát tức là đối với vạn pháp thì không có cái chung, cái riêng. Cũng giống như bây giờ mình đi vào trong một ngôi chùa mà mình quen người này quen người kia, thì mình vào có phân biệt là người nam người kia nữ, người này mình thích người kia không thích, vân vân. Thì cái lúc mà chúng ta đi vào trong ngôi chùa nó cũng có cái lấn cấn, nhưng mà nếu chúng ta xách ba lô mà đi vào trong một cái thành phố xa lạ
chúng ta là một người khách lạ, thành phố xa lạ. Và trong thành phố xa lạ đó, chúng ta không cần quan tâm tới ông A và B, không cần quan tâm đến người này, người kia, người tốt, người xấu. Mà thành phố là thành phố, con người là con người. Ở bây giờ chúng ta không có đặt cái tướng chung và tướng riêng ở trong đó, chỉ là thành phố thôi. Thì thứ vì hạnh phúc lắm. Chúng tôi không biết có khi nào mà quý vị đến một thành phố xa lạ không, mà hoàn toàn xa lạ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc do nó không có bị kẹt vào điểm này, điểm khác. Lúc chúng ta mới trở lại, chúng ta mới thấy rằng bình thường mình đi vào một ngôi chùa quen thuộc, đi về một mái nhà quen thuộc hay trong làng sống quen thuộc, thì tâm của chúng ta nó vướng vấp với nhiều thứ lắm. Nào là phê bình, nào là thành kiến, nào là tư kiến, đủ thứ hết. Nhưng một khi mà mình đã đi vào một thành phố lạ rồi đó, thì mình sẽ hưởng thụ được một trạng thái gọi là không vướng vấp bởi những cái tướng đó. Bởi vì người ta khuyên chúng ta như vậy là ở trong cuộc sống thỉnh thoảng nên đi du lịch. Đi du lịch xa, đi đến những nơi mà hoàn toàn xa lạ, mà chúng ta không cần biết những người đó là ai, và cũng không cần ai biết mình là ai, và không cũng cần người ta biết mình là ai, mình cũng cần biết người ta là ai. Chỉ đến đó, đây là phố phường, đây là làng mạng, đây là công viên, đây là khoa, đi là núi, đi là hồ. Lúc chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thanh thản, cái đó chúng ta gọi là, chúng ta tạm thí dụ cái đó như là một cái vô tướng trong giải thoát. Thì thưa quý vị, những trạng thái mà hai tôn giả đối thoại nhau tại đây là trạng thái rất là tế nhị lắm. Càng lúc thì chúng ta sẽ càng đi vào chỗ tế nhị đó. Thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ kiên nhẫn. Còn bài học nữa thì chúng ta sẽ học hết bài kinh Đại Kinh Phương Quảng này, một bài kinh việc rất là quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai thưa quý vị, chúng ta sẽ có chương trình học về Thắng Pháp A Di Đà. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm quý ấp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính tri ân sư và Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ma ta lu ta ve na so ti hon tu ni lo ta lang ho tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu ta ve na so ti hon tu ni lo ta lang ho tu sa pang su mang ga lang ga khan tu sa Sapa-di-va-ta-sapa-sang-ta-lu-pa-ve-na-so-ti-hon-du-ye-ron-ta-ra-ng-vien-ca-ung-du-ta-lam-ge-ng-ge-ng-lan-yay-ho-ng-ge-tu-va-yung-san-ng-dong-vien-han-chan-yat.